hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 421, chị bao em. Hạ Thiên ra khỏi khách sạn đế vương mà không biến triệu vũ cơ thành vợ, điều này làm cho tâm tình của hắn không được tốt. Vương Tiểu Nha thì rất vui vẻ, nàng ôm lấy cánh tay của Hạ Thiên, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười. Tên bảo vệ cửa thấy hai người có thể đi vào gặp triệu vũ cơ, hơn nữa lúc đi ra lại không có gì, vì vậy mà trong lòng có chút buồn bực, thì ra hai người này là em gái và chồng của triệu vũ cơ thật sao tên bảo vệ thấy bộ dạng thân mật của hạ thiên và vương tiểu nha hắn nghĩ rằng hạ thiên đã ăn sạch vương tiểu nha chẳng lẽ tên khốn này đã chơi tay ba cả chị và em sao đúng là cầm thú tên bảo vệ nhìn bóng lưng của hạ thiên mà thầm nguyền rủa sao mình không được sướng như đối phương nhỉ nếu người này biết được hạ thiên sướng thế nào thì sẽ trực tiếp đâm đầu vào cửa sổ khách sạn như vậy hắn có thể sớm đầu thai, kiếp sau mới sướng được. Hạ thiên lại đang khó hiểu, vì sao có người không hy vọng đẹp hơn một chút. Cặp chân đẹp nhưng lại bị hai vết sẹo phá hoại sạch sẽ. Hạ thiên ca ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Vương Tiểu Nha lúc này mở miệng hỏi, bây giờ đã hơn 2 giờ, vẫn còn sớm, nàng chưa muốn về nhà. Về nghịch hổ với chị Mộng. Hạ thiên thuận miệng nói, hắn cũng không biết chỗ nào có thể chơi, chạy loạn khắp nơi còn không bằng về với vòng tay của chị Mộng. Sao? Vương Tiểu Nha có chút sững sờ. Hạ Thiên ca ca, hổ cũng có thể chơi đùa sao? Tất nhiên là có thể, chị Mộng rất thích đùa với hổ. Hạ Thiên trả lời, thật ra hắn cũng cảm thấy chẳng vui vẻ gì, nhưng đây là thứ mà chị Mộng thích. Audio điện tử võ tấn bền. Hạ Thiên ca ca, nếu không chúng ta đổi trò khác được không? vương tiểu nha do dự rồi nói không phải người nào cũng thích chơi với hổ ít nhất thì vương tiểu nha cũng không dám chơi với hổ hạ thiên có chút buồn bực các cô gái nhỏ đúng là khó hầu hạ nếu vương tiểu nha không phải là một cô bé thì hắn sẽ còn nhiều trò hay chẳng hạn như hoạt động thể thao chạy vượt rào leo núi nhưng bây giờ nàng còn con nít làm ăn gì đây két một tiếng thắng xe vang lên hạ thiên lại nghe được một âm thanh quen thuộc chồng Hạ Thiên quay đầu nhìn, hắn thấy một chiếc Ferrari dừng lại ven đường, một thiếu nữ ăn mặc gợi cảm và cực kỳ tươi mát bước xuống xe, sau đó nàng chạy như bay về phía Hạ Thiên. Chồng, sao anh lại ở đây? Thiếu nữ này chính là sở giao mà khoảng thời gian gần đây Hạ Thiên không gặp mặt, nàng vẫn có cách ăn mặc như cũ. Hạ Thiên còn chưa kịp nói thì Vương Tiểu Nha đã dùng ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn sở giao, nàng căm giận nói. Em và anh Hạ Thiên vừa đi mướn phòng. Ủa, em gái xinh xắn, so với bà, à, so với chị thì nhỏ hơn, sau này có lẽ sẽ đẹp hơn. Sở giao thấy Vương Tiểu Nha thì lập tức có hứng. Này, em gái, em là ai? Chị là số 9, em ít nhất cũng là số 10 phải không? Cái gì mà số 9 số 10? Vương Tiểu Nha có chút bất mãn. Chị là vợ bé số 9 của chồng, còn em, em cũng là một vợ bé sao? Sở giao dùng giọng hứng thú hỏi. Vương Tiểu Nha ngẩng đầu rất kiêu ngạo. Em là bạn gái độc nhất vô nhị của Hạ Thiên ca ca. Hạ Thiên lại xen vào một câu. Đợi đến khi cô ấy lớn lên và thành vợ anh thì ít nhất cũng phải là số 18. Ha ha, số 18. Sở giao rất vui vẻ, nàng vỗ vỗ vai Vương Tiểu Nha. Được rồi, em gái, chị số 9 em số 18, chúng ta rất có duyên, sau này chị bao em. Vương Tiểu Nha bĩu môi. Em không cần chị bao, em chỉ cần hạ thiên ca ca phủ lên là được. Sở giao có chút buồn bực, nàng quyết định không để ý đến cô bé này, vì vậy nàng quay đầu nhìn hạ thiên. Chồng, anh xem, ngực em có phải lớn hơn rồi không? Gần đây mỗi ngày em đều dùng thuốc cây đu đủ để phát triển ngực. Hạ thiên nhìn chằm chằm vào ngực sở giao, sau đó hắn khẽ gật đầu. Có lớn hơn một chút. À, tốt quá. Sở giao rất hưng phấn. Chồng, em cùng anh đi đua xe anh đi không đua xe sao vương tiểu nha ở bên cạnh sen vào một câu là đua xe tốc độ sao đúng vậy em đi không sở giao thấy vương tiểu nha có chút hưng phấn thì bắt đầu dụ khỉ đi theo chị thì vừa đua xe chém người nhảy nhót rất xui chơi không hạ thiên ca ca chị ấy nói thật sao vương tiểu nha rõ ràng có chút động tâm nhưng nàng lại sợ sở giao lừa mình hạ thiên gật đầu đúng vậy nếu không em đi với chị ấy nhé chồng anh không đi sao sở giao ngẩn ngơ anh không thích đua xe hạ thiên thuận miệng nói hắn không biết lái thích đua mới là lạ này em cảnh cáo chị em là bạn gái độc nhất vô nhị của hạ thiên ca ca tương lai sẽ là vợ bé được sủng ái nhất chị dẫn em đi chơi không được làm chuyện xấu nếu không hạ thiên ca ca sẽ đánh chị Vương Tiểu Nha chừng mắt nhìn sở giao, nàng vẫn muốn đi. Sở giao có chút mất hứng. Này, em gái, em đi ra ngoài hỏi em, bà, đại tiểu thư chị là người như vậy sao? Hơn nữa chúng ta là chị em, em hiểu chị em không? Bây giờ em còn nhỏ, chị sẽ quan tâm đến em. Vậy thì được, nể mặt hạ thiên ca ca, em tin chị một lần, xem như miễn cưỡng theo chị đi đua xe. Vương Tiểu Nha ra vẻ khó khăn lắm mới đưa ra quyết định vậy mới ngoan được chị đưa em đi sở giao kéo vương tiểu nha lên ferrari hạ thiên ca ca anh thật sự không đi sao vương tiểu nha không nhịn được phải hỏi một câu không các em đi đi hạ thiên vội vàng nói hạ thiên ca ca bye bye vương tiểu nha leo lên ferrari sau đó nàng phất tay với hạ thiên chồng chúng em đi trước sau này sẽ mướn phòng làm vải bi sở giao khởi động xe rồi nhấn ga Ferrari chạy đi như bay. Hạ Thiên rất thỏa mãn, cuối cùng hắn cũng không phải đi lượn khắp nơi với một cô bé, hắn có thể về nhà cùng chị Mộng chơi với hổ. Đúng lúc này điện thoại vang lên. Này, ai vây? Hạ Thiên có tâm tình khá tốt, hắn nhận điện thoại. Hạ Thiên phải không? Tôi là Khương Phong. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút quen thuộc. À, tôi là Hạ Thiên, có gì không? Hạ Thiên nhớ rất rõ Khương Phong, Đối với hắn thì ấn tượng về người này là rất tốt, nguyên nhân chủ yếu nhất là Khương Phong không cướp vợ hắn. Là thế này, tối nay đội bón rổ phong hỏa chúng tôi có một cuộc tranh tài, là trận cầu nghiệp dư, mọi người nói cậu là nhà tài trợ, vì vậy hỏi xem cậu có đến không. Khương Phong nói rõ nguyên nhân kết quả. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi hỏi, vợ tỉnh tỉnh có đi không? Chương 422, không thay quần áo thì cởi quần áo. À, tất nhiên rồi. Thư Tịnh là người quản lý của đội bóng chúng tôi, tất nhiên cô ấy sẽ đi." Khương Phong có chút ngẩn ngơ, sau đó trả lời: "À, vậy thì tôi đi." Hạ Thiên lập tức trả lời, hắn không có bao nhiêu hứng thú với trò bóng rổ, nhưng đi cùng với vợ Tịnh Tịnh thì vẫn có hứng thú. "Được rồi, địa điểm thi đấu chính là sân bóng rổ trong trường, thời gian là 7 giờ tối." Khương Phong đã hiểu, Hạ Thiên chỉ đi về phía Thư Tịnh mà thôi. Đến lúc đó cậu có thể đến tất nhiên bây giờ cũng có thể đến vì bây giờ chúng tôi cũng có mặt ở sân bóng vợ tịnh tịnh bây giờ có ở đó không hạ thiên hỏi khương phong không biết nói gì hơn người anh em này đúng là chỉ quan tâm đến thư tịnh tôi sẽ đến ngay hạ thiên nói xong thì cúp điện thoại sau đó phóng về phía trường đại học thể dục thể thao khi hạ thiên đến sân bóng rổ trường đại học thể dục thể thao thì đám người khương phong đang mặc quần áo mới giống hệt nhau và giày mới bọn họ đang luyện ném bóng Bây giờ sân bóng khá quạnh quẽ, trên khán đài có mười mấy người, nhưng bọn họ rốt cuộc đến xem đám Khương Phong ném bóng hay là xem trận đấu vào lúc 7 giờ thì không biết được. Tất nhiên, Hạ Thiên nghi ngờ đám người này đến ngắm người đẹp, vì bây giờ trong sân bóng chỉ có một đại mỹ nữ, đó chính là vợ hắn. Thư tịnh lúc này đang đứng bên cạnh sân bóng, nàng và Mạc Văn Tịnh đang trò chuyện gì đó, tất nhiên nàng cũng chưa phát hiện ra Hạ Thiên đã đến. Ủa, đây không phải là đại ca siêu nhân sao, người phát hiện ra hạ thiên đầu tiên không phải là thư tịnh cũng không phải là khương phong là một thành viên khác của đội bóng người này vừa nhặt bóng lên hắn ngẩng đầu và nhìn thấy hạ thiên vì vậy mà dùng giọng khoa trương nói hắn vừa nói như vậy thì thu hút tất cả mọi người tất nhiên thư tịnh cũng thấy hạ thiên cậu sao cậu lại đến đây khi thấy hạ thiên thì thư tịnh có chút kinh ngạc cũng có chút bất an thực tế là bây giờ thư tịnh rất sợ gặp mặt hạ thiên vì nàng sợ đối phương sẽ kéo nàng đi thuê phòng khách sạn. Tuy nàng không còn nhỏ tuổi, bây giờ đi thuê phòng với người đàn ông của mình cũng chẳng có vấn đề gì lớn, nhưng dù là thuê phòng, xé tem cũng phải tình nguyện mới được, bây giờ nàng luôn cảm thấy mình đi cùng với Hạ Thiên là ép buộc. Khương Phong ở bên cạnh lại có chút ngượng ngùng. Điều này là tôi điện thoại cho Hạ Thiên, không phải bạn nói Hạ Thiên là người tài trợ sao? Tôi cảm thấy trận đấu đầu tiên nên thông báo cho cậu ấy. Khương Phong nói đến đây cũng không nói gì nữa, vì hắn thấy Thư Tịnh dùng ánh mắt giết người nhìn mình. Hắn tin lúc này trong đầu Thư Tịnh sẽ có ý nghĩ muốn giết mình, vì vậy hắn cũng không biết gọi Hạ Thiên đến là tốt hay xấu, Thư Tịnh không muốn gọi Hạ Thiên đến sao. Lúc này Hạ Thiên cũng chừng mắt nhìn Thư Tịnh, bộ dạng rất mất hứng. Vợ tịnh tịnh, sao chị lại như vậy? Bây giờ Thư Tịnh lại mặc một bộ trang phục bóng rổ, áo quần thùng thình. Tuy cặp chân dài của nàng có hơn phân nửa lộ ra bên ngoài, nhưng dáng người lổ lõm lại bị che giấu hoàn toàn rất khó nhìn ra tất nhiên đây không phải là cách ăn mặc mà hạ thiên thích thú nhớ ngày đó thư tịnh cũng vì ăn mặc thế này mà hạ thiên mới ghét bỏ nàng tôi thích mặc như vậy được không thư tịnh thở phì phò nói người này chưa phải là chồng nàng dù thật sự là chồng nàng cũng không được quản cách ăn mặc của nàng như vậy chứ không được hạ thiên chân thành gật đầu vợ tịnh tịnh chị mặc vậy không đẹp đổi bộ khác thôi tôi mạn phép không đổi. Thư tịnh cam giận nói, nàng thích mặc trang phục bóng rổ vì có nguyên nhân, rộng thùng thình rất thoải mái giống như mặc đồ ngủ trong nhà. Vợ tịnh tịnh, nếu chị không thay quần áo thì tôi sẽ cởi ra. Hạ thiên vẫn nhìn chằm chằm vào thư tịnh. Thư tịnh chừng mắt nhìn hạ thiên, nhiều người ở đây như vậy mà hắn dám cởi quần áo của nàng sao? Vợ tịnh tịnh, chị không thay quần áo sao? Hạ thiên thấy thư tịnh không có phản ứng thì hỏi. Không. Thư Tịnh hờn dỗi đáp, nhưng nàng còn chưa dứt lời thì cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, Hạ Thiên đã bế nàng lên. "Này, làm gì thế?" Thư Tịnh lập tức luống cuống, người này làm thật sao? Nếu cởi quần áo ra trước mặt mọi người thì rõ ràng ép nàng nhảy lầu. Hạ Thiên không nói gì, hắn chỉ ôm Thư Tịnh chạy khỏi sân bóng rổ. Đám người Khương Phong đưa mắt nhìn nhau nhưng cũng không ai ngăn cản hắn. Chuyện giữa Thư Tịnh và Hạ Thiên thì bọn họ không nhúng tay vào chỉ có thể an tâm làm người xem mà thôi. Cậu muốn ôm tôi đi đâu? Thư tịnh ra khỏi sân bóng rổ thì dùng giọng tức giận và lo lắng hỏi. Khách sạn. Hạ Thiên vừa chạy vừa trả lời. Đi khách sạn làm gì? Thư tịnh càng luống cuống, lưu manh này sẽ không phải thú huyết dân trào và muốn cùng nàng tâm sự đấy chứ. Cởi quần áo của chị ra. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Chị không thay quần áo, tôi muốn cởi quần áo của chị, nhưng cũng không thể ra tay trước mặt mọi người như vậy, vì thế phải đưa chị đến khách sạn. Cậu, cậu, cậu. Thư tịnh có cảm giác tan vỡ, lưu manh này đúng là, nếu thật sự bị hắn đưa đến khách sạn và cởi quần áo, như thế nàng khác nào cừu vào miệng sói. Chỉ sợ đến lúc đó nàng không những phải cởi trang phục bóng rổ, sợ rằng ngay cả nội y cúng, bung hàng, sau đó nàng sẽ tiến vào cuộc sống thiếu phụ khi thấy cổng chính của trường đại học thể dục thể thao thì thư tịnh cuối cùng cũng không nhịn được, nàng vội hô lớn. Ngưng, dừng lại, tôi thay quần áo là được. Thư tịnh vì không muốn bị cởi sạch và ăn sạch, vì vậy nàng quyết định đáp ứng yêu cầu của Lưu Manh, nàng phải thay một bộ cánh đẹp. Nhưng trong lòng nàng vẫn có chút tức tối, nàng cảm thấy mình mặc trang phục bóng rổ rất xinh đẹp, Lưu Manh này không có trình độ thưởng thức vậy sao? Thư tịnh nói ra những lời này lập tức thấy ngay hiệu quả, hạ thiên lập tức dừng bước sau đó hắn mở miệng vợ tịnh tịnh chị muốn đi đâu thay quần áo về nhà thư tịnh tức giận nói nhà của chị ở đâu hạ thiên lại hỏi cậu thả tôi xuống trước đã thư tịnh có chút tức giận lúc này có vài sinh viên đi qua dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng điều này làm nàng mất tự nhiên được rồi hạ thiên lúc này rất phối hợp hắn đặt nàng xuống sau khi được tự do thì Thư Tịnh phì phò chạy về một hướng khác, nơi đó chính là khu nhà tập thể của giáo viên trường Đại học Thể dục Thể thao, nàng chạy lên phòng số 1 ở lầu 3. Thư Tịnh nhanh chóng về đến nhà, nàng lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa, đúng lúc này lại nghe thấy tiếng nói bên trong truyền ra. Nàng không khỏi sững sờ, nàng tưởng rằng trong nhà không có người, nào ngờ chẳng những không có mà lại là khách, vì tiếng nói đó không phải của cha mẹ nàng. Chương 423: Gặp gia trưởng. Thư tịnh vốn cho rằng trong nhà không có người, vì vậy nàng cũng không quan tâm đến vấn đề hạ thiên theo sau. Bây giờ nàng biết rõ trong nhà có người, hơn nữa ít nhất cũng có cha hoặc mẹ ở nhà, vì vậy mà tình cảnh không giống trước. Hay chúng ta đến ký túc xá? Thư tịnh đã định xoay người chạy đi, nhưng đúng lúc này cửa phòng mở ra, một người đàn ông xuất hiện trước cửa. Người đàn ông hơn 20, bộ dạng khỏe mạnh cao lớn, ít nhất cũng cao 1m8, cách ăn mặc rất phù hợp, dài tay bây giờ tuy trời khá nóng cách ăn mặc như vậy cũng có hơi nóng nhưng muốn mặc tây phục cũng không sao ùa tiểu tĩnh em về rồi sao khi thấy thư tịnh thì vẻ mặt người đàn ông chợt vui mừng anh nghe nói em ở sân bóng rổ anh đang chuẩn bị đến tìm em khi thấy người đàn ông này thì thư tịnh có hơi ngây người sau đó nàng miễn cưỡng nói anh vu là anh sao thư tịnh không đợi người đàn ông này kịp trả lời mà kéo hạ thiên vào anh vu, em có việc gấp, đợi lát nữa rồi trò chuyện sau. Thư tịnh kéo Hạ Thiên chạy vào phòng ngủ, sau đó nàng đóng cửa ngay lại. Phòng ngủ của nàng rất đơn giản, một giường lớn, một tủ sách, trên bàn là một chiếc máy tính, một tủ quần áo, trên tường là vài ngôi sao thể dục, ngoài ra không còn thứ gì khác. Này, tôi thương lượng với cậu một chuyện. Thư tịnh nhìn Hạ Thiên, nàng khẽ nói. Có chuyện gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái, sau đó hắn bổ sung. Không thay quần áo là không được, chị không thay thì tôi giúp chị thay. Không phải chuyện quần áo, đợi đến khi ra ngoài thì cậu giả vờ làm bạn trai tôi được không? Thư Tịnh khẽ nói, giống như sợ người bên ngoài nghe được. Hạ Thiên có chút mất hứng. Tôi là chồng chị, sao phải giả vờ làm bạn trai? Thư Tịnh chợt ngẩn ngơ, trong lòng có chút buồn bực, nàng lại quên mất chuyện này. Trong lòng nàng chẳng qua chỉ xem quan hệ với Hạ Thiên là rất bình thường vì thế mới nói hắn giả vờ làm bạn trai, nào ngờ Hạ Thiên nói như vậy, bây giờ nàng mới nhớ mình là vợ hắn. Là thế này, cha tôi không biết chuyện giữa chúng ta, trước đó tôi nói với cha là tôi chưa có bạn trai, bây giờ lại đột nhiên nhảy sổ ra một ông chồng, chắc chắn bố sẽ mất hứng. Vì vậy trước tiên cậu cứ giả làm bạn trai của tôi, qua sự kiện lần này thì cậu sẽ là chồng tôi, bố tôi sẽ dễ dàng tiếp thu. Thư tịnh nhanh chóng tìm được một cái cớ. Hạ thiên lại không cho là đúng cha chị mất hứng hay không có ảnh hưởng gì đâu này nếu cha mất hứng thì sẽ không cho chúng ta đến với nhau thư tịnh thở phì phì nói tôi sẽ đánh hạ thiên dùng giọng không chút do dự nói thư tịnh lập tức hết chỗ nói người này đúng là còn nói mình là vợ ngay cả cha vợ cũng đánh vợ tịnh tịnh mau thay quần áo đi hạ thiên bắt đầu thúc giục cậu không đồng ý làm bạn trai tôi sẽ không thay thư tịnh hờn dỗi nói hạ thiên nhìn thư tịnh hắn thầm nghĩ có nên cởi quần áo của nàng hay không nhưng vợ tịnh tịnh mất hứng thì hắn hình như cũng làm khó vợ hạ thiên suy nghĩ rồi gật đầu được rồi chỉ cần chị thay đổi trang phục tôi sẽ giả vờ làm bạn trai của chị đây chính là câu nói không được phép đổi ý thư tịnh cuối cùng cũng chuyển giận làm vui này bây giờ cậu ra ngoài đi sao phải ra ngoài hạ thiên rất mê hoặc thư tịnh tức giận cậu không đi ra làm sao tôi thay quần áo cứ thay đi hạ thiên ra vẻ vô tội tôi rất thích xem chị thay quần áo cậu thư tịnh trừng mắt nhìn hạ thiên lưu manh này thích xem nàng không mặc quần áo thì có tiểu tĩnh lúc này bên ngoài vang lên một âm thanh trầm bổng bố con ra ngay thư tịnh vội vàng lên tiếng nàng khẽ cắn môi cũng không đuổi hạ thiên ra ngoài mà nhanh chóng cởi bộ trang phục bóng rổ lại lấy ra bộ váy trước đó đi làm người mẫu xe hơi mặc lên người, lại đeo giày cao gót. Cũng may toàn bộ quá trình này Hạ Thiên không làm gì cả, Thư Tịnh cũng khẽ thở ra một hơi, nàng vừa rồi sợ rằng Hạ Thiên sẽ lợi dụng lúc thay quần áo để làm ra những hành vi xấu. Đi ra ngoài thôi. Thư Tịnh sửa sang quần áo rồi nhìn về phía Hạ Thiên, bây giờ hắn đang dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, điều này làm nàng mất tự nhiên. Vì vậy nàng trợn trừng mắt nhìn hắn rồi tức giận nói: Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Vợ Tịnh tịnh, chị mặc nội y rất hấp dẫn. Hạ thiên nghiêm trang nói. Nhưng chị không mặc quần áo chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Lưu manh. Thư tịnh trừng mắt nhìn hạ thiên, sau đó nàng kéo cửa phòng đi ra ngoài. Trong phòng khách có hai người đàn ông, người thứ nhất còn khá trẻ, mà người còn lại thì gần 50, là cha của thư tịnh, thư thế minh. Thư tịnh thay đổi một cách ăn mặc mới, nàng trở nên gợi cảm sáng chói mắt. Vì vậy mà người đàn ông trẻ tuổi nhìn Thư Tịnh bằng ánh mắt dần trở nên nóng bỏng, hơn nữa còn có chút dâm tục khó phát hiện. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên đi theo bên cạnh Thư Tịnh, ánh mắt hắn dần trở nên bất thiện, thậm chí có chút phẫn hận. Thư Tịnh thay quần áo trong phòng, tiểu tử kia cũng có mặt bên trong, điều này chẳng phải đã nói quan hệ giữa bọn họ tương đối thân mật sao? Thư Thế Minh cũng khẽ nhíu mày, lão biết rõ con gái của mình trước nay không có bạn trai tuy trước đó thường xuyên đi chung với nhóm thanh niên đội bóng nhưng vẫn luôn giữ mình trong sạch. Bây giờ nàng không những đưa một tên thanh niên về nhà, hơn nữa còn thay quần áo trước mặt đối phương, lão thấy con gái mình có lẽ đã yêu tên này. Nếu là thư tịnh biết cha mình nghĩ như vậy, nàng chắc chắn sẽ sinh ra xúc động phản bác, nàng không yêu Hạ Thiên, rõ ràng là Hạ Thiên quấn lấy nàng. Đây là bố tôi, thư thế minh, nhưng bố thích người ta gọi là thầy, vì vậy lát nữa cậu phải chào hỏi với ông ấy như vậy thư tịnh nói bên tai hạ thiên một câu sau đó nàng nhìn về phía thư thế minh nói cha đây là bạn trai con tên là hạ thiên thư tịnh nói xong thì dùng ngón tay thọc hạ thiên mau chào bố đi chào thầy thư hạ thiên lúc này cũng rất phối hợp với thư tịnh để chào thư thế minh chào cậu cho hạ thiên thư thế minh cũng rất hòa ái cậu cũng là sinh viên trường đại học thể dục thể thao chúng tôi sao bố Cậu ấy không phải là sinh viên ở đây, bố cũng đừng thấy mặt là kiểm tra chi tiết được không?" Thư Tịnh dùng giọng làm nũng nói, nàng không cho Hạ Thiên cơ hội mở miệng, vì nàng biết nếu nói ra thì Hạ Thiên sẽ dùng giọng lưu manh, nàng sẽ khó xuống đài. Chương 424: Quốc gia nuôi heo. "Được, được, được, bố không hỏi, tóm lại con thích là được." Thư Thế mình rất sủng ái đứa con độc nhất, hơn nữa con gái trước nay luôn nghe lời vì vậy lão cũng không lo lắng con gái sẽ tìm loại đàn ông trời ơi đất hỡi. Thư Thế Minh khẽ dừng lại, sau đó còn nói thêm. Tiểu tính, bây giờ bố còn phải lên lớp, nếu con không có việc gì có thể tâm sự với Tiểu Vu. Hôm nay Tiểu Vu xin nghỉ đến thăm thầy, thuận tiện cũng đến thăm con, có co giúp bố chiêu đãi cậu ấy nhé. Dạ, con biết rồi. Thư Tịnh có chút không tình nguyện, nhưng nàng vẫn đáp ứng. Tiểu Vu, cậu cứ ở đây tâm sự với Tiểu Tính, thầy phải lên lớp. Thư Thế Minh nói nới người đàn ông họ vu. Vâng, thầy Thư, thầy cứ đi dậy. Người đàn ông dùng giọng khách khí nói. Thư Thế Minh nhanh chóng rời khỏi phòng, lúc này trong phòng chỉ còn lại Hạ Thiên, Thư Tịnh và người đàn ông họ vu, bầu không khí cũng chợt trở, trở nên quỷ dị. Tôi tự giới thiệu, tôi là vu Tuấn Phi. Người đàn ông họ vu nhìn Hạ Thiên rồi chủ động mở miệng nói. Hạ Thiên không nhìn vu Tuấn Phi, hắn không quan tâm đến đối phương, hắn không có hứng thú với đàn ông, lúc này hắn chủ yếu đặt ánh mắt lên vợ tỉnh tịnh xinh đẹp khiêu gợi. Trong mắt vô tuấn phi lóe lên chút tức giận nhưng lại cố gắng nặn ra nụ cười. Xem ra anh bạn này chưa nghe qua tên tôi. Tôi phải nghe qua tên anh sao? Hạ thiên có chút kỳ quái, đồng thời cũng có chút bất mãn. Đừng gọi tôi là anh bạn, tôi không phải là bạn của anh, tôi là Hạ thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên. Thư Tịnh vội vàng xen vào một câu. Anh Vu, Hạ Thiên chưa từng xem bóng đá, vì vậy không được biết tên anh. Điều này có liên quan đến bóng đá sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái, hắn biết bóng đá là gì, tất nhiên Thư Tịnh cũng nói không sai, hắn không có hứng thú với bóng đá. Anh Vu là ngôi sao bóng đá, anh ấy là người thành phố Giang Hải chúng ta, trước kia từng đá cho câu lạc bộ Giang Hải, bây giờ đã chuyển đến thủ đô, trong câu lạc bộ An Dân, cậu đã nghe qua câu lạc bộ này chưa? Thư Tịnh giới thiệu cho Hạ Thiên. Bây giờ câu lạc bộ này đang đứng đầu bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia. Hạ Thiên lắc đầu, hắn thành thật trả lời. Chưa từng nghe qua bao giờ. Thư Tịnh có chút bất đắc dĩ, người này đúng là rốt đặc cán mai với bóng đá, đúng là không còn biện pháp, vì vậy nàng phải nói thêm. Anh Vu là thành viên đội bóng quốc gia, là tiền đạo chủ lực của đội bóng quốc gia. Đội bóng quốc gia. Hạ Thiên đón lời. À, thứ này thì anh biết, mấy ngày trước anh xem thời sự, nghe nói đội bóng quốc gia là đội heo, cũng là một đám heo của quốc gia, đúng không? Thư tịnh lập tức không còn gì để nói, tuy đội bóng quốc gia được gọi là đội heo nhưng cũng không nên nói thẳng trước mặt Vu Tuấn Phi như vậy chứ. Thư tịnh nhìn vẻ mặt tái nhợt của Vu Tuấn Phi mà cảm thấy sự việc đang chuyển biến xấu, nàng đang định mở miệng giảng hòa thì Hạ Thiên đã mở miệng, hắn nhìn chằm chằm vào Vu Tuấn Phi rồi vừa lắc đầu vừa lầm bầm. Không đúng, nếu dựa theo câu nói kia thì anh chẳng phải là heo sao? Nhưng tôi thấy anh là người rõ ràng. Mày nói gì? Vu Tuấn Phi cuối cùng cũng không nhịn được, hắn giống lên với Hạ Thiên. Mày dám nói vậy sao? Có tin tao đánh chết mẹ mày không? Anh Vu, đừng nóng, đừng nóng, chỉ là hiểu lầm mà thôi, hiểu lầm thôi." Thư Tịnh liên tục nói. "Hừ." Vu Tuấn Phi hừ lạnh một tiếng. "Tiểu Tĩnh, anh nể mặt em." chỉ cần hắn xin lỗi thì anh sẽ không so đo nhưng là một người anh lúc này anh phải nhắc nhở em người bạn trai này của em rất vô văn hóa nên sớm thay đổi đi à bây giờ tôi đã tin anh là heo hạ thiên vẫn nhìn chằm chằm vào Vu tuấn phi chỉ có heo mới ngốc như vậy con mẹ mày nể mặt rồi còn bố láo vậy sao vua tuấn phi thực sự nổi giận nếu không nể mặt tiểu tính tao đã đập chết mẹ á Hạ Thiên tung một đá lên người Vu Tuấn Phi, tên này đang ngồi trên ghế lập tức mang theo chiếc ghế ngã ngược ra phía sau, đồng thời còn rên lên thảm thiết. Thư tịnh không khỏi dùng hai tay che mặt, lưu manh này đúng là chuyên làm hỏng việc, mới yên ổn được một lúc đã ra tay đánh người. Con mà mày, dám đánh ông sao? Vu Tuấn Phi thiếu chút nữa đã nổi điên, hắn nhảy dựng lên rồi vừa mằng vừa khiêng ghế phóng về phía Hạ Thiên. Anh Vu, đừng xúc động. Thư tịnh vội vàng hô lên một câu. Á, à, lại là một tiếng thét thảm thiết, Phu Tuấn Phi ngã đập đầu xuống đất phát ra một âm thanh trầm đục. Chiếc ghế cũng hy sinh rất vinh quang, nhưng Thư Tịnh cũng không nhìn chiếc ghế, nàng nhìn Vu Tuấn Phi nằm trên mặt đất một lúc lâu mà vẫn chưa thể đứng lên, sau đó lẩm bẩm. Tôi đã nói anh đừng xúc động rồi mà. Tuy bây giờ Thư Tịnh vẫn chưa hiểu rất rõ về Hạ Thiên, nhưng nàng ít nhất cũng biết lưu manh này đánh đấm rất giỏi. Vu Tuấn Phi dù là cầu thủ bóng đá, Người cao thân lớn nhưng muốn đánh Hạ Thiên thì chỉ chút khổ vào người. Đầu heo, còn chưa chịu bò lên sao? Nằm dưới đấy làm gì? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn vu tuấn phi ở trên mặt đất. Có tin tôi làm thịt heo mang bán không? Nghe nói thịt heo dạo này đắt như vàng. Này, đừng nói bậy. Thư tịnh lại càng hoảng sợ, nàng vội vàng giữ lấy Hạ Thiên. Không cho phép cậu đánh nữa, đây là nhà tôi, cậu đánh người ở đây tôi biết phải làm sao. Đánh người mà thôi, có gì mà không được, mỗi ngày tôi đều đánh người." Hạ Thiên không cho là đúng. "Hơn nữa tên này không phải là người, cầu thủ quốc gia chỉ là heo, giết heo nào có phạm pháp." "Này, người ta dù là heo cũng là heo được quốc gia nuôi dưỡng, có thể tùy tiện giết thịt sao?" Thư Tịnh tức giận nói, nàng mở miệng đã cảm thấy không đúng, rõ ràng chính nàng cũng đắc tội với Vu Tuấn Phi. "Tiểu Tĩnh, em nói vậy có ý gì?" Vu Tuấn Phi quả nhiên rất tức giận, hắn bỏ lên. Tôi đối xử tốt với nhà em như vậy, em đối xử với tôi như vậy sao? Em, ớ. Hạ Thiên vươn tay chụp lấy cổ Vu Tuấn Phi, vì vậy mà hắn lập tức nghẹn lời, không thể phát ra âm thanh nào. Này, cậu đừng làm bậy. Thư tịnh bị dọa cho hoảng sợ, nếu Hạ Thiên thật sự bóp chết người thì phiền toái lớn. Hạ Thiên khẽ dùng sức, thân thể Vu Tuấn Phi rời khỏi mặt đất. Hắn cứ như vậy mà nhấc bổng Vu Tuấn Phi ra ngoài cửa, sau đó hắn mở cửa phòng ném đối phương ra ngoài rồi đóng cửa lại. Thư Tịnh lập tức thở phào một hơi, may mà Vu Tuấn Phi chỉ bị đánh văng ra ngoài cửa, không có tai nạn chết người. Nhưng một câu nói tiếp theo của Hạ Thiên lại làm nàng căng thẳng hẳn lên. Hạ Thiên nói: "Vợ Tịnh Tịnh, bây giờ còn sớm, chúng ta ở nhà chơi vài giờ nữa nhé." Chương 425: Heo Thái Giám Thư tịnh nghe Hạ Thiên nói như vậy mà trở nên căng thẳng, cô nam quả nữ ở trong nhà, hơn nữa nam là lưu manh, nữ là người đẹp, hai bên ở cùng với nhau sẽ phát sinh chuyện gì. Đừng nói là vài giờ, chỉ sợ qua vài phút thì thư tịnh sợ rằng bộ váy đẹp mình vừa thay sẽ rời khỏi người, hơn nữa còn đặt mình xuống mặt đất lạnh để cho một người nào đó đẻ lên. Trong nhà thì có gì mà chơi, không chơi, chúng ta đi thôi. Thư tịnh thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi nhà, ở cùng với người này ở nhà không an toàn thôi thì đến những nơi công cộng sẽ an toàn hơn sao lại chơi không tốt hạ thiên không ủng hộ cách nghĩ của thư tịnh vợ tịnh tịnh chúng ta có thể nghiên cứu xem chị mặc bộ quần áo nào sẽ đẹp hơn thuận tiện cũng xem chị không mặc đồ sẽ hấp dẫn thế nào sau đó chúng ta nghiên cứu tình chất đàn hồi của cơ thể xem ra chị bóng láng thế nào thư tịnh càng nghe càng cảm thấy không đúng người này quả nhiên không hảo tâm đúng là lưu manh nếu cậu cảm thấy thú vị thì cứ chơi một mình, tôi đến sân bóng rổ. Thư tịnh cam giận nói, nàng đi ra mở cửa, sau đó lại chợt ngẩn ngơ vì Vu Tuấn Phi vẫn còn đứng ngoài cửa. Anh Vu, anh không sao chứ? Thư tịnh có chút xấu hổ, dù trong lòng nàng không chào đón Vu Tuấn Phi, nhưng hôm nay đối phương dù sao cũng là khách nhà nàng, hắn bị đánh thê thảm trong nhà nàng, tất nhiên nàng vẫn cảm thấy rất ngại. Anh cố ý đến thăm em, vậy mà em lại đối xử với anh như thế, anh sẽ làm cho các em phải hối hận vu tuấn phi dùng ánh mắt oán giận nhìn thư tịnh nói cho tiểu tử kia biết đừng để anh gặp nó ở thủ đô nếu không nó chết chắc vu tuấn phi nói xong những câu độc địa thì xoay người muốn xuống lầu nhưng lúc này tướng đi lại chân thấp chân cao thư tịnh nhìn bóng lưng của vu tuấn phi mà có chút sững sờ trong lòng cũng có chút căm tức vu tuấn phi này rõ ràng uy hiếp nàng người này đúng là trước đó còn giả vờ là người tốt bây giờ ăn vài đấm thì hiện nguyên hình. Vợ tịnh tịnh, sao con heo kia lại cố ý đến thăm chị? Thư tịnh đột nhiên cảm thấy eo thon bị siết chặt, sau đó âm thanh hạ thiên vang lên ngay bên cạnh. Với thính lực của Hạ Thiên thì tất nhiên sẽ nghe rõ những lời vừa rồi của Vu Tuấn Phi, nhưng hắn không quan tâm đến sự uy hiếp của đối phương, mà cố ý nghe câu nói Vu Tuấn Phi cố ý đến thăm Thư Tịnh, hình như hắn nghe thế nào cũng cảm thấy quan hệ giữa tên khốn kia và vợ mình có chút đặc biệt. Không có gì, thư tịnh không muốn nói cho hạ thiên để tránh cho lưu manh suy nghĩ phức tạp à vậy thì tự mình đến hỏi heo hạ thiên nói xong thì đi xuống lầu thư tịnh lập tức chạy theo giữ chặt lấy hạ thiên này tôi cho cậu biết là được thư tịnh có thể khẳng định nếu thật sự cho hạ thiên chạy đến hỏi vô tuấn phi như vậy hai người sẽ đánh nhau mà kết quả cũng chỉ là vô tuấn phi bị đánh nếu không phải là gãy tay gãy chân thì cũng mất mạng nàng không muốn những chuyện thế này phát sinh khi nghe nói thư tịnh sẽ nói, Hạ Thiên không chạy theo Vu Tuấn Phi. Sau đó hắn hiết rõ mọi chuyện từ trong miệng nàng, Vu Tuấn Phi thật ra cũng không phải là học trò của Thư Thế Minh. Năm xưa cha mẹ Vu Tuấn Phi mở nhà hàng trong trường đại học thể dục thể thao, khi Vu Tuấn Phi còn nhỏ thường rất thích đá bóng. Thư Thế Minh khi còn trẻ cũng thích đá bóng, một lần thấy Vu Tuấn Phi đá bóng thì đứng ra chỉ dạy cho vài câu. Sau đó Vu Tuấn Phi gọi Thư Thế Minh là thầy, cuối cùng Thư Thế Minh thấy Vu Tuấn Phi có năng khiếu, vì vậy mới đưa đến đề cử cho một câu lạc bộ ở thành phố Giang Hải. Vu Tuấn Phi nhanh chóng bày ra năng khiếu bóng đá, cuối cùng cũng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, lên đá ở giải chuyên nghiệp. Sau đó hắn tiến vào đội bóng quốc gia, trở thành ngôi sao bóng đá, vì vậy mà cực kỳ vinh quang. Vài năm trước Vu Tuấn Phi về trường đại học thể dục thể thao, hắn mang theo hương vị áo gấm về làng mà đến gặp Thư Thế Minh. Dù sao thì Thư Thế Minh cũng là thầy vỡ lòng của hắn, như vậy hắn cũng được gặp Thư Tịch sau đó luôn nhung nhớ vị sư muội này có cơ hội thì đến thăm thư thế minh ngay hành động này của vô tuấn phi được người đời xưng tụng là uống nước nhớ nguồn thực tế thư tịnh mỗi lần nhìn ánh mắt của đối phương thì hiểu người này chẳng qua chỉ đến vì mình vợ tịnh tịnh chúng ta đi thôi hạ thiên nghe đến đó thì không nhịn được hắn kéo thư tịnh chạy đi như bay cuối cùng hắn thấy nàng quá chậm vì vậy dứt khoát bế lên thư tịnh cảm thấy rất khó hiểu này cậu lại muốn gì đuổi theo con heo kia hạ thiên thuận miệng trả lời thư tịnh chợt buồn bực cậu đuổi theo anh ta làm gì con heo kia dám có ý với vợ tôi tất nhiên tôi phải cho hắn thành thái giám hạ thiên ra vẻ đương nhiên thư tịnh không biết nói gì hơn người này vừa rồi đánh người ta một trận chưa đấy đủ ngại sao bây giờ còn muốn biến đối phương thành thái giám đúng là quá hung ác con heo chết tiệt chạy đi đâu mất rồi hạ thiên xuống dưới lầu mà có chút tức giận Sao con heo kia chạy nhanh vậy? Đã lâu rồi, người ta đã sớm chạy đi." Thư Tịnh tức giận nói. "Trước tiên cậu thả tôi xuống đã. Đợi lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ biến hắn thành heo thái giám." Hạ Thiên Căm giận nói. Thư Tịnh không khỏi nói một câu. "Này, cậu có cần như vậy không? Tôi không thích anh ta." Thư Tịnh thật sự không thích Vu Tuấn Phi, người này lớn lên khá đẹp trai, cũng có tương lai nhưng thư tịnh lại không thích đá bóng nàng thích bóng rổ tất nhiên nàng cũng không muốn tìm một vận động viên bóng rổ làm bạn trai nếu không nàng đã sớm là hoa có chủ vợ tịnh tịnh nếu chị thích hắn tôi sẽ xử lý hắn hạ thiên trả lời lúc này thư tịnh không phản đối thì ra trong mắt người này thì biến người ta thành thái giám vẫn là trừng phạt tương đối nhẹ mau buông tôi xuống lúc này thư tịnh mới phát hiện hạ thiên vẫn còn ôm mình nàng vội thúc giục khi Hạ Thiên đặt thư tịnh xuống, nàng lập tức đi về phía sân bóng, nàng vừa đi vừa nói. Đi mau, đến sân bóng rổ. Hai người còn chưa đi đến sân bóng thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng kèn xe, thư tịnh không nhịn được phải quay đầu nhìn lại, nàng phát hiện 10 chiếc xe con xếp thành hàng chạy vào. Hơn nữa trước chiếc xe đi đầu còn có một băng rôn, câu lạc bộ tinh anh. Tuy những năm này chạy xe con rất thông thường nhưng một đoàn xe cũng không thông thường, đoàn xe này tất nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt thư tịnh bĩu môi, nàng lầm bầm một câu có chút bất mãn. Đúng là khoe khoang. chương 426, câu lạc bộ tinh anh. Đoàn xe này nhanh chóng dừng bên ngoài sân bóng rổ, sau đó tất cả xếp thành một hàng rất chỉnh tề. Thư tịnh đếm số xe, tổng cộng là 12 chiếc. Tuy cũng không phải loại xe sang nhưng ít nhất cũng hơn 100 ngàn một chiếc, tuy chạy đi không quá khoe khoang nhưng rất dọa người. Cửa xe hầu như cùng mở ra một lúc, sau đó trên mỗi chiếc xe có hai người đi xuống, đều là một nam một nữ, nam mặc áo bóng rổ màu đỏ, nữ thì ăn mặc mát mẻ, áo đỏ ngắn cùn và quần jean. 12 người nữ ăn mặc rồng nhau như đúc, hơn nữa các nàng cũng rất đẹp, dáng người cũng tương đối khá. Đến lúc này đám người kia đã thu hút rất nhiều ánh mắt, đặc biệt là nhóm người đẹp, hầu như hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người. Tất nhiên Hạ Thiên là ngoại lệ, tuy những cô gái kia cũng coi là xinh đẹp, nhưng dù là dung mạo hay dáng người cũng thua xa Thư Tịnh, xem ra không bằng Thư Tịnh. "Vợ Tịnh Tịnh, chị nhìn bọn họ làm gì?" Hạ Thiên thấy ánh mắt Thư Tịnh chuyển lên đám người kia thì Hạ Thiên có chút mất hứng, đám người kia có gì là tốt? "Nào đẹp trai bằng hắn. Bọn họ hôm nay đến đấu bóng với chúng ta, đều đến từ câu lạc bộ tinh anh, bọn họ tự xưng là tinh anh trong xã hội, trong nhóm này có nhân viên nhà nước, có giảng viên đại học, có nhân viên cao cấp của các công ty, thậm chí còn có giám đốc công ty." Tiền lương ít nhất cũng hơn 200 ngàn, có nhà có xe có bạn gái. Thư Tịnh chỉ vào đám người đẹp ăn mặc mát mẻ kia. Trước đó tôi đã đọc thông tin của bọn họ trên, mỗi người đều đưa bạn gái đi làm cổ động viên, còn nói rằng trận đấu này sẽ đánh bại chúng ta. Thư Tịnh có chút bất bình. Nói đánh bại chúng ta còn chưa tính, hơn nữa bọn họ đều nói đám người trong đại học thể dục thể thao chúng ta là đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nói rằng chúng ta chơi bóng không có cái đầu, rất đáng giận hạ thiên thuận miệng nói một câu mà chơi bóng cũng không cần đầu thật cậu thư tịnh trừng mắt nhìn hạ thiên không để ý đến cậu thư tịnh căm giận đi về phía sân bóng rổ nàng ra vẻ không quan tâm đến hạ thiên tất nhiên nàng không quan tâm đến hắn nhưng cũng phải được hắn đồng ý vì vậy bây giờ hắn không những chạy theo mà còn thuận tay ôm lấy vòng eo của nàng thư tịnh vùng người một cái nhưng không thể thoát ra vì vậy cũng chỉ biết để yên như vậy cuối cùng cũng phải thân mật đi đến sân bóng với Hạ Thiên. Đám người Khương Phong lúc này đang nghỉ ngơi, Mạc Văn Tịnh đang cầm nước khoáng phát cho từng thành viên đội bóng. Khi thấy Hạ Thiên và Thư Tịnh đến thì gương mặt người nào cũng rất cổ quái, người này đúng là thay đổi quần áo của Thư Tịnh. Này, các bạn nói xem, Thư Tịnh cuối cùng tự thay quần áo hay để anh siêu nhân kia thay dùm? Có một tên nhàm chán bắt đầu tán dóc. Tôi cảm thấy không phải chỉ là thay quần áo. Một tên đón lời các bạn xem, bọn họ đi lâu như vậy mới về, tất nhiên là cởi xong phải có chút hoạt động chứ. Anh siêu nhân đúng là, cao tay, sao trước kia chúng ta không phát hiện thư tịnh xinh đẹp như vậy nhỉ? Một tên bắt đầu cảm khái. Đó là ánh mắt của cậu có vấn đề, thư tịnh người ta luôn xinh đẹp như vậy. Một tên dùng rong khinh bỉ nói. Hừ, biết đẹp sao không theo. Tên bị khinh bỉ dùng giọng bất mãn nói. Sao cậu biết tôi chưa từng theo đuổi? Tên kia nói, tôi đã từng nhắn tin thổ lộ. Phải không, thư tịnh nói thế nào? Lúc này có rất nhiều người tò mò. À, cô ấy nói, đó là ngày cá tháng tư. Tên mở miệng nói đã thổ lộ tình cảm trật xấu hổ. Tôi nhắn tin vào ngày cá tháng tư. Đám người không còn gì để nói, tên khốn kia đúng là, nhát như cái, chỉ có gan thổ lộ vào ngày cá tháng tư. Các cậu cũng đừng nghị luận về thư tịnh, chú ý hạ thiên đánh cho vêu mồm. Khương Phong lúc này hảo tâm nhắc nhở một câu. Đám người không khỏi nhìn Hạ Thiên, phát hiện tên này đang dùng ánh mắt sàm sỡ nhìn thư Tịnh, vì vậy mà không khỏi thở ra. Sau đó đám người bắt đầu uống nước, không còn thảo luận vấn đề này. Lúc này đám nam nữ đi vào sân bóng, là những thành viên câu lạc bộ tinh anh, bọn họ vừa xuất hiện đã thu hút lực chú ý của đám người Khương Phong, lúc này đám người đến xem trong sân cũng không khỏi bị thu hút. Đúng là không có biện pháp, mười mấy người đẹp hơn nữa ai cũng ăn mặc mát mẻ, nhất định sẽ thu hút ánh mắt đàn ông. Đám người nam nữ kia quét mắt nhìn qua sân bóng, sau đó ánh mắt tập trung lên người Khương Phong, đám người khẽ nói với nhau vài câu, sau đó một người tiến lên. Các cậu là đội bóng phong hỏa sao? Người mở miệng chính là người đàn ông cao nhất của đội bóng tinh anh, người này cao hơn 1m8, thân thể to khỏe, cũng không thua thiệt đám sinh viên đại học thể dục thể thao. Đúng vậy. Khương Phong đón lời, hắn vẫn ngồi dưới đất mà không đứng lên làm quen cái đã tôi là đội trưởng đội bóng tinh anh là hùng phi người đàn ông vươn tay với khương phong đối phương khá lịch sự tất nhiên khương phong cũng không thể không nể mặt hắn đứng lên bắt tay với hùng phi tôi là khương phong là đội trưởng đội bóng phong hỏa thì ra câu là khương phong hùng phi cười nhạt một tiếng tôi đã nghe nói về cậu nghe nói trong đội bóng đại học thể dục thể thao thì ngoài Trần Chí Cương đã đi theo đường chuyên nghiệp, cậu là đệ nhất cao thủ. Gần đây chúng tôi tác chiến đồng đội, không có ai là đệ nhất cao thủ." Khương Phong thản nhiên nói. Ngược lại nghe nói câu lạc bộ tinh anh các anh cao thủ như mây, trên tất cả các phương diện đều là tinh anh, ngay cả bóng rổ cũng không ngoại lệ. Thật ra kỹ thuật của chúng tôi kém các cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi chơi thể thao để rèn luyện cơ thể, vì vậy vẫn cho rằng nên phát triển trong mối liên kết nghiệp dư đây cũng chính là nguyên nhân câu lạc bộ tinh anh chúng tôi tham gia liên hiệp bóng rổ nghiệp dư hùng phi dùng giọng không nhanh không chậm nói chúng tôi chỉ hy vọng dùng sức của mình để đẩy mạnh nhận thức của xã hội về vấn đề rèn luyện thân thể chúng tôi không có lý tưởng cao thượng như vậy khương phong nhìn đội viên của đội bóng đối phương ở sau lưng hùng phi chúng tôi chơi bóng rất đơn giản chỉ vì chúng tôi thích chơi bóng mà thôi thích cũng là chuyện tốt hùng phi cười cười nhưng thích cũng chưa chắc đã làm tốt. Tuy các cậu có nhiều thời gian chơi bóng hơn chúng tôi, cũng được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng chúng tôi tin trận này câu lạc bộ tinh anh chúng tôi nhất định sẽ thắng. Khoác lác thì ai mà chẳng biết. Thư tịnh không nhịn được phải xen vào một câu, thái độ của đối phương làm nàng bức bối. Thư tịnh vừa mở miệng thì lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, khi thấy thư tịnh thì ánh mắt hùng phi cũng tỏa sáng, rõ ràng hắn không ngờ ở đây có một cô gái xinh đẹp như vậy. Tiểu thư, nếu cảm thấy tôi nói khoác thì đánh cuộc được không? Trong đầu Hùng Phi lóe lên một ý nghĩ, sau đó hắn mở miệng nói. chương 427, chuẩn bị chia gái. Đánh cuộc cái gì? Thư tịnh cam giận nói, bây giờ nghe đến đánh cuộc là nàng cảnh giác ngay. Đúng là không có biện pháp, ai bảo trước đó nàng đã thua một lần. Xin hỏi tiểu thư tên là gì? Hùng Phi không trả lời câu hỏi của thư tịnh, hắn lại hỏi em có liên quan gì đến đội bóng phong hỏa tôi là thư tịnh là quản lý của đội bóng phong hỏa có vấn đề gì sao thư tịnh hừ lên một tiếng nói không có vấn đề hùng phi mỉm cười nếu tiểu thư là một thành viên của đội bóng phong hỏa như vậy thì tốt xem ra tiểu thư cũng có lòng tin với phong hỏa như vậy chúng ta không bằng đánh cuộc để coi như trận đấu này có chút vui thú anh muốn đánh cuộc cái gì thư tịnh mất kiên nhẫn hỏi Thư tiểu thư, chúng tôi đã bao một quán bar, chuẩn bị xong trận đấu này sẽ đi chúc mừng, thế này đi, nếu đội bóng của em thua, em phải đi uống với bọn anh vài ly rượu." Hùng Phi dùng giọng không nhanh không chậm nói. Thư Tịnh lập tức bị chọc tức, đám người này quá kiêu ngạo, còn chưa đánh mà chuẩn bị chúc mừng, điều này căn bản là không xem đội bóng Phong Hỏa ra gì. Khương Phong lúc này đi đến bên cạnh Thư Tịnh rồi khẽ nhắc nhở. "Thư Tịnh, đừng đánh cuộc với bọn họ." Tôi thấy bọn họ không có ý tốt. Thư Tịnh còn chưa nói thì Hùng Phi bên kia đã mở miệng. Thế nào, thư tiểu thư, dám đánh cuộc không? Tất nhiên, nếu em không dám thì anh cũng hiểu, nếu là em thì anh cũng không đánh cuộc, vì đánh cuộc sẽ thua. Phép khích tướng vẫn luôn là biện pháp có tác dụng hữu hiệu, vì rất nhiều người biết đối phương dùng phép khích tướng nhưng cũng nhịn không được phải đáp ứng. Bây giờ Thư Tịnh là như thế, Hùng Phi hoàn toàn không coi bọn họ ra gì điều này làm cho thư tịnh không nhịn được, nàng tức giận nói. Chẳng phải chỉ là uống vài ly rượu thôi sao, đánh cuộc thì đánh cuộc. Thư tiểu thư quả nhiên quyết đoán. Hùng phi ra vẻ tán thưởng. Nhưng, thu tiểu thư, anh nói trước, chúng tôi tổng cộng có 24 người, em phải hầu rượu chúng anh mỗi người một ly. Hơn nữa mọi người lại uống rượu khác nhau, có thể là rượu đỏ, có thể là rượu đế, hoặc là cốc tai hùng phi dừng lại một chút rồi nhìn hạ thiên ở bên cạnh thư tịnh mặt khác chúng tôi mở hoạt động chúc mừng chỉ là hoạt động tư nhân vì vậy lúc đó chỉ hoan nghênh một mình thư tiểu thư còn những người khác thật xin lỗi không thể cho đi cùng cái gì thư tịnh có chút tức giận có đạo lý như vậy sao thư tiểu thư chúng tôi có quy tắc riêng chúng tôi đã nói rõ với em nếu em không muốn thì có thể bỏ qua chúng tôi không bắt buộc hùng phi cười nhạt một tiếng Bây giờ nếu em đổi ý thì vẫn còn kịp, anh vẫn nói câu kia, dù sao các em cũng thua, không đánh cuộc cũng có thể hiểu. Đúng vậy, dù sao cũng thua, không đánh cuộc cũng là một hành động đúng đắn. Người đẹp, không bằng nhận thua luôn đi, tối nay khỏi đánh bóng cho mệt. Không có năng lực thì đừng ôm đồ sứ, không có năng lực cũng đừng đưa đầu ra. Đám đàn ông bên cạnh Hùng Phi bắt đầu ồn ào, ánh mắt bọn họ nhìn Thư Tịnh cũng bắt đầu có chút mập mờ. Tuy đám gái bọn họ mang đến đều rất xinh đẹp nhưng so ra vẫn kém thư tịnh, không phải chỉ là một hai bậc. Lúc này đám thành viên bên phía phong hỏa đã mắng loạn lên. Đám cháu nội này muốn chiếm tiện nghi của thư tịnh. Đúng vậy, 24 ly rượu, với tử lượng của thư tịnh thì không say mới là lạ. Đám cháu nội kia còn chưa nói ly lớn hay nhỏ. Khương Phong nói thư tịnh đừng đánh cuộc với bọn họ, đám người này rõ ràng không có ý tốt. Thư tịnh đến quán bà uống rượu một mình sau đó không cần nghĩ cũng biết đám cháu nội kia sẽ làm gì cái gì mà là tinh anh phải nói là một đám bại hoại thấy thư tịnh xinh đẹp là có ý đồ xấu xa đám người này đều đã có bạn gái xinh đẹp không ngờ còn muốn nữa ông cũng muốn cướp đám bạn gái kia chơi một phen cho hả giận tên này vừa mở miệng thì bên cạnh đã vang lên một âm thanh anh thật sự muốn chơi đám ngốc kia sao tên này nghe được những lời kia thì chợt ngẩn ngơ hắn quay đầu lại nói À, anh siêu nhân, thật ra cũng không phải chơi, tôi còn chưa có bạn gái, đám cháu nội kia có bạn gái xinh đẹp mà còn tơ tưởng, vì vậy tôi muốn cướp lại cho đỡ bực. À, ý kiến này của cậu là rất tốt, cậu xem đội bóng chúng ta cũng có 13 người, trừ Khương Phong đã có bạn gái, chúng ta 12 người, bên kia vừa vặn có 12 người đẹp, chúng ta có thể chia mỗi người một em. Một tên lên tiếng, Hạ Thiên lúc này đón lời. Tôi vốn định biến 12 tên này thành thái giám, nhưng tôi phát hiện ý kiến của các anh là khá tốt, vì vậy tôi quyết định đáp ứng lời đề nghị của các anh, cho các anh chọn mỗi người một cô, tối nay chuẩn bị lên dĩa. À, đại ca siêu nhân, anh nói thật sao? Người đưa ra ý kiến này đầu tiên chợt ngẩn ngơ, chẳng qua hắn chỉ thuận miệng nói ra một câu mà thôi, như vậy mới phát tiết được cơn tức, không ngờ Hạ Thiên muốn làm thật. Tất nhiên là thật. Hạ Thiên trả lời một câu, sau đó hắn lách mình đến bên cạnh Thư Tịnh. Vợ Tịnh Tịnh, đồng ý đánh cuộc với bọn họ đi. Thư tịnh đang không biết nên làm thế nào, bây giờ nghe được lời nói của Hạ Thiên thì không khỏi ngây người. Cậu nói gì? Vợ tịnh tịnh, chị đánh cuộc với đám ngu ngốc kia đi. Có tôi ở đây, sẽ không thua. Hạ Thiên tiếp tục nói. Hùng Phi lại thúc giục. Thư tiểu thư, có đánh cuộc hay không thì nói một lời. Đánh cuộc thì đánh cuộc, tôi không sợ các anh. Thư tịnh hừ một tiếng, có hạ thiên đảm bảo thì nàng lập tức có lòng tin. điều này làm nàng cảm thấy kỳ quái. nàng phát hiện vào đúng thời điểm mấu chốt thì lưu manh này làm mình tín nhiệm rất lớn. điều này đúng là không phải điểm gì tốt. lúc này hạ thiên nói một câu bên tai thư tịnh. điều này làm nàng ngẩn người. sau đó nàng nói với hùng phi: tôi thua, tôi đi uống một ly với các anh. nhưng nếu các anh thua thì sao? chúng tôi sẽ không thua. hùng phi nói với vẻ mặt tự tin. nhưng để cho công bằng thư tiểu thư cũng có thể nói ra yêu cầu, em nói đi, em muốn thế nào. Rất đơn giản, nếu các người thua, các người phải cùng bạn trai tôi. Thư tịnh còn chưa nói dứt lời thì đã bị Hạ Thiên uốn nắn. Chồng, lúc này Hạ Thiên không còn muốn đóng vai bạn trai, hắn muốn khôi phục lại thân phận là chồng của Thư tịnh. chương 428, lại đánh cuộc. Thư tịnh không biết nói gì hơn, Lưu Manh chẳng lẽ cũng tính toán chi ly như vậy sao? đúng là không còn biện pháp, nàng đành phải chữa lại, nàng nói với Hùng Phi. Nếu các anh thua, các anh phải uống một ly với chồng tôi, không có vấn đề gì chứ. Thư tiểu thư, em xác nhận chỉ có điều kiện này thôi sao? Hùng Phi có chút kinh ngạc, đối với bọn họ thì thứ này không tính là trừng phạt, chỉ cần xem điều kiện thì thấy, giống như thua cũng có thể trừng phạt chồng của Thư Tịnh. Đám người Khương Phong cũng cảm thấy buồn bực, Thư Tịnh đang làm gì vậy? Tuy bọn họ biết Hạ Thiên có năng lực uống rất mạnh, dù uống bao nhiêu ly cũng không say, nhưng điều kiện này cho thấy bên mình có hại. Đúng vậy, chỉ là như thế, có đồng ý không? Thư tịnh hừ lên một tiếng, thật ra nàng cũng thấy điều kiện này có hại, dựa theo điều kiện ngang nhau, thì ít nhất bên kia phải đưa ra một người phụ nữ uống một ly với bên này mới được. Nhưng điều kiện này là Hạ Thiên nói ra, nàng cũng không biết hắn làm trò gì, nhưng nàng tin hắn. Dù sao chúng ta cũng không thua, dù có điều kiện gì thì chúng tôi cũng đồng ý. Hùng Phi thản nhiên nói, sau đó hắn quét mắt nhìn về phía mọi người. Không biết chồng của Thư Tiểu Thư là vị nào? Hùng Phi hỏi mà cảm thấy có chút ghen ghét, đám đàn ông đội bóng tinh anh cũng rất ghen ghét, thằng khốn nào sướng như vậy? Ngu quá, là tao, chúng mày nhìn không ra sao? Hạ Thiên bất mãn nói. Nơi này ngoài hắn ra thì có ai xứng đôi với vợ tịnh tịnh. Hắn không phải là đàn ông tầm thường, Vậy mà đám ngu ngốc kia nhìn không ra, đúng là ngu đến mức tột độ. Hùng Phi đột nhiên bị mắng mà sững sờ, sau đó hắn dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Sao mày mắng người? Ai mắng, ai mắng mày? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hùng Phi. Mày vốn là thằng ngu mà. Mày? Hùng Phi rất tức tối nhưng phải nhịn xuống. Chúng tao là người có học, không so với mày, cần so sánh trên trận đấu tao cũng không có hứng so sánh với đám ngốc chúng mày. Hạ Thiên lười biếng nói. Hùng Phi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, trong lòng thầm cười lạnh. Cho mày to mồm, tối nay tao chơi nát vợ mày. Hùng Phi có ý niệm xấu xa trong lòng nhưng biểu hiện lại có vẻ rất rộng lược, hắn phất tay. Thôi bỏ, chúng tôi đến để thi đấu, không phải đánh nhau. Chúng ta sang kia khởi động trước. Đám người câu lạc bộ tinh anh bắt đầu đi về phía bên kia sân bóng, sau đó đám đàn ông bắt đầu luyện kỹ thuật ném bóng, đám phụ nữ ở bên canh làm dáng, bầu không khí có chút náo nhiệt. Đám người này có chút tiền dơ bẩn thì giỏi lắm sao? Tên muốn cướp vợ của đám thành viên câu lạc bộ tinh anh không nhịn được phải mắng. Này, các anh nghĩ kỹ làm sao chia vợ đi? Hạ Thiên mở miệng nói. Ủa, đại ca siêu nhân, anh có biện pháp giúp bọn em chiếm đám gái kia sao? Tên muốn cướp gái không nhịn được nói. Thư tịnh có chút buồn bực các cậu đang nói gì vậy? À, đám ngu ngốc kia muốn cướp vợ tôi, vì vậy tôi quyết định cướp đám phụ nữ kia lại, nhưng đám người kia quá xấu, không đẹp, vì vậy quyết định chia cho các anh này. Hạ Thiên chỉ chỉ vào đám người đội bóng rỗ. Thư tịnh có chút giở khóc giở cười. Cậu làm gì vậy? Cậu muốn cướp vợ người ta là cướp sao? Vợ tịnh tịnh, nếu không thì chúng ta đánh cuộc nhé. Hạ Thiên cười hì hì nhìn Thư tịnh. Lại đánh cuộc nữa sao? thư tịnh có vẻ sợ hãi đánh cuộc nhưng nàng vẫn không nhịn được phải hỏi đánh cuộc gì đánh cuộc xem tôi có cướp vợ của bọn họ được không hạ thiên mở lớn mắt nếu tôi thật sự cướp được chỉ phải đi mướn phòng với tôi thư tịnh đỏ mặt nàng nhịn không được phải chừng mắt nhìn hạ thiên lưu manh này đúng là quá mức vô sỉ đánh cuộc thì đánh cuộc thư tịnh dù sao bạn chẳng phải mướn phòng đúng quá đúng thư tịnh bạn cũng không còn nhỏ nữa trong đời sao tránh khỏi một lần, bóc tem. Thư tịnh, đại ca siêu nhân là người cực châu, bạn đừng nên bỏ qua cơ hội. Thư tịnh còn chưa nói muốn đánh cuộc hay không thì đám người đội bóng phong hỏa đã ồn ào, nếu Hạ Thiên thật sự giúp bọn họ cướp đám phụ nữ kia làm vợ, tất nhiên bọn họ sẽ cầu mà không được. Dù Hạ Thiên có thua thì bọn họ cũng chẳng tổn thất gì. Này, nếu cậu thua, sau này tôi không còn là vợ cậu, được chưa? Thư tịnh suy nghĩ rồi nói, trước kia nàng đã nghĩ sẽ đánh cuộc một lần với Hạ Thiên, cứu chính mình quay về. Nhưng Hạ Thiên không chịu, bây giờ Hạ Thiên chủ động yêu cầu đánh cuộc, tất nhiên nàng có chút lo lắng nhưng vẫn khó thể bỏ qua cơ hội thử một lần. Tốt! Hạ Thiên lập tức đồng ý. Thư tịnh thấy Hạ Thiên đồng ý sảng khoái như vậy thì có chút trần chừ người này giống như nắm chắc chiến thắng, nếu nàng thua thì tối nay, xé tem, là chắc. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì cũng vậy, nếu đêm nay không đánh cuộc thì nàng sớm muộn gì cũng lên thất không bằng thử một lần nói không chừng sẽ ca khúc khải hoàn cứ quyết định như vậy không cho phép đổi ý thư tịnh sợ hạ thiên nói không giữ lời nàng còn trên một câu nhiều người có thể làm chứng vợ tịnh tịnh đợi đến khi chị thua thì đổi ý cũng vô dụng hạ thiên cười hì hì nói đêm nay có thể mướn phòng với vợ tịnh tịnh trước đó hắn cảm thấy nàng mặc nội y rất hấp dẫn đêm nay phải xem nàng không mặc gì có đẹp hơn hẳn hay không tôi sẽ không thua thư tịnh khẽ hừ một tiếng. Tôi cũng không tin cậu có thể cướp được nhiều phụ nữ như vậy cho bọn họ làm vợ. Hạ thiên cười hì hì. Vợ tịnh tịnh, chị sẽ biết rất nhanh thôi, tôi không gì không làm được. Khoác lác, thư tịnh bĩu môi, trong lòng có chút bất an, trước đó nàng cũng không tin hạ thiên, nhưng sau đó lại phải tin, chẳng lẽ lúc này hắn cũng không khoác lác. Thư tịnh càng nghĩ càng lo lắng, vì thế mà cả buổi chiều nàng đều lo lắng, đêm nay nàng phải xé tem, sao? Dù những năm gần đây thì 21 đã chẳng còn gì, nhưng nàng tốt xấu gì cũng còn là xử nữ, hơn nữ xử nữ là mỹ nữ thì đúng là quốc bảo. Nàng phải bảo vệ mình mới đúng, sao lại dâng lên miệng lưu manh. Thư tịnh tâm sự nặng nề, cuối cùng cũng đến 7 giờ, trận đấu của hai đội nghiệp dư ở thành phố Giang Hải bắt đầu mở màn. Tuy chỉ là liên hiệp nghiệp dư nhưng cũng phải làm cho chính quy, vì vậy mà đội bóng tinh anh và đội bóng phong hỏa phải làm một nghi thức khai mặt ngắn ngủi trước khi bắt đầu trận đấu chương 429, kẻ thù gặp lại. Chào mọi người, hoan Ninh đã tham gia lễ khạc buổi thi đấu lần đầu tiên của Liên Hiệp Bóng Rổ Nghiệp Dư Thành Phố Giang Hải, tôi là người dẫn chương trình Hiểu Đồng. Buổi tối sân bóng rổ đã chật ních người, điều này làm cho Thư Tịnh cảm thấy rất kỳ quái. Nếu nói theo lý cũng không có quá nhiều người chú ý đến trận đấu này, dù sinh viên Đại học Thể dục Thể thao biết rõ, nhưng dù là những trận đấu ở Mỹ cũng không xuất hiện tình huống đông đảo như hôm nay, đúng là không bình thường. Durable Cup là một cúp bóng rổ nghiệp dư do công ty trách nhiệm hữu hạn Durable tài trợ. Ba vị trí đứng đầu sẽ nhận được 100.000 tiền thưởng và những trang phục thi đấu do công ty Durable tài trợ. Khẩu hiệu của công ty Durable chính là lâu bền, mặc không bao giờ nát. Giọng nói êm tai và cực kỳ ngọt ngào của người dẫn chương trình truyền vào tai mỗi người. Người dẫn chương trình hiểu đồng này do công ty Durable đưa đến, tất nhiên sẽ không quên tuyên truyền cho công ty. Xoẹt, xoẹt, xoẹt có người chụp ảnh có người giơ máy camera đúng là kỳ quái hôm nay sao lại có phóng viên hơn nữa lại rất nhiều thư tịnh lầm bầm người kia rất quen mắt hình như là phóng viên báo giải trí dù sao đây cũng là thể thao nào có phải giải trí vợ tịnh tịnh chị không thích phóng viên kia sao có muốn tôi cho hắn ăn đòn không hạ thiên thuận miệng hỏi không cần thư tịnh trừng mắt nhìn hạ thiên khi thấy trận đấu sắp bắt đầu thì nàng càng căng thẳng không phải nàng căng thẳng vì trận này đội phong hỏa sẽ thua, chẳng qua nàng sợ phải đi mướn phòng với Hạ Thiên. Âm thanh của bình luận viên lại vang lên. Trận đấu đêm nay sẽ là một cuộc so tài giữa đội phong hỏa trường đại học thể dục thể thao và đội bóng tinh anh đến từ câu lạc bộ tinh anh, thành viên của đội bóng phong hỏa phần lớn đều là sinh viên đại học thể dục thể thao. Đèn trên sân chiếu lên người của các thành viên đội phong hỏa, trên khán đài vang lên những tiếng vỗ tay thưa thớt tuy trên khán đài có không ít người nhưng đây cũng là sân nhà của đội bóng phong hỏa, như vậy có thể thấy tình cảnh buồn tẻ là thế nào. Và bây giờ là đội bóng tinh anh đến từ câu lạc bộ tinh anh, đây là một đoàn thể rất nổi tiếng trên. Khi âm thanh giới thiệu của bình luận viên vang lên thì ánh đèn cũng chuyển hướng về phía đám người được gọi là tinh anh. Lần này bọn họ còn mang theo cả phái đoàn, hậu cung, đến đây. 12 người đẹp xuất hiện dưới ánh đèn, mọi người cùng dơ lên một tấm băng rôn chúng tôi luôn là tinh anh. Những tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt, hơn nữa còn có những âm thanh huyết sáo, trước nay người đẹp luôn được hoan nghênh, huống hồ là 12 người đẹp. Đem bạn gái của mình làm bảo bối của đội bóng rổ, đúng là đám người khốn kiếp. Thư tịnh khinh bị đám người đội bóng câu lạc bộ tinh anh, Hạ Thiên rất tán thành với ý kiến của nàng, hắn tuyệt đối không cho vợ mình làm như vậy. Trong nghi thức khai mạc lần này, chúng tôi mời đến hai vị khách quý. Đầu tiên, xin mời vị khách quý thứ nhất là Trần Trí Cương. Hiểu đồng nâng cao giọng. Trần Trí Cương tiên sinh từng là thành viên đội bóng Đại học Thể dục Thể thao, bây giờ là cầu thủ chuyên nghiệp của câu lạc bộ Lam Cảng. Lần này anh quay về Đại học Thể dục Thể thao, tất nhiên là muốn ủng hộ các đội viên của mình. Trần Trí Cương cao to đi từ ngoài cổng sân vào bên trong, ánh đèn cũng chiếu lên người hắn, tiếng vỗ tay cũng vang lên nhiệt liệt. Dù là thế nào thì đây cũng là danh nhân bên ngoài của trường Đại học Thể dục Thể thao mọi người cần phải cho chút mặt mũi. Trần Trí Cương sao lại đến đây? Thư tịnh rất buồn bực, bình luận viên nói Trần Trí Cương đến ủng hộ đội bóng, nhưng nàng cũng không biết chuyện này. Nếu nói theo lý, Trần Trí Cương muốn đến dù sao cũng phải nói một tiếng với nàng, tốt xấu gì hai bên cũng là bạn bè. Tên ngu ngốc nào này còn dám xuất hiện trước mặt mình sao? Hạ Thiên lẩm bẩm, Thư tịnh cũng không khỏi trợn trừng mắt, dù Trần Trí Cương không dám xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không biết hạ thiên có mặt ở đây bây giờ chúng ta mời vị khách thần bí thứ hai bình luận viên càng nâng cao chất giọng cô ấy chính là ngôi sao truyền hình người mẫu quốc tế là mạnh nhi tiểu thư một người đẹp hầu như có dáng người không tồi tiến vào sân bóng rổ những âm thanh vỗ tay vang lên nhiệt liệt mạnh nhi anh yêu em mạnh nhi mạnh nhi mỗi tối anh đều mơ thấy được ở trên em mạnh nhi anh muốn leo lên em mạnh nhi bầu không khí hiện trường có thể nói là rất nhiệt liệt những âm thanh từ trên khán đài truyền xuống mạnh nhi thì hôn gió lên khán đài cuối cùng đưa đến hàng loạt tiếng sói chu đám phóng viên cũng tiến đến tham gia náo nhiệt mạnh nhi tiểu thư xin hỏi sao chị lại đến tham gia nghi thức của trận đấu này mạnh nhi tiểu thư xin hỏi chị và trần trí cương có quan hệ thế nào mạnh nhi tiểu thư trần trí cương là bạn trai mới của chị sao Thư Tịnh thấy như vậy thì biết rõ vì sao hôm nay tình cảnh khác thường. Hầu như sân bóng dỗ trận nít người, thật ra cũng chẳng phải vì trận đấu, chỉ vì ngôi sao Mạnh Nhi. Dù Mạnh Nhi cũng không phải sao lớn, nhưng người phụ nữ này có cặp chân nóng bỏng, có không ít fan nam. Hơn nữa nơi đây lại là đại học thể dục thể thao với đám sinh viên nam thừa hóc hormone, Mạnh Nhi đến đây, tất nhiên sẽ làm cho rất nhiều người đến xem. Mạnh Nhi tiểu thư sẽ biểu diễn một bài ca cho mọi người thưởng thức bình luận viên bắt đầu nói mà mạnh nhi lại chuẩn bị lên đài hạ thiên lúc này cũng nhìn thấy mạnh nhi hắn lầm bầm một câu người phụ nữ này thay đổi đàn ông cũng nhanh thật đấy mới đó vài ngày đã thay hàng mà ánh mắt của trần trí cương cũng quá kém toàn tìm hàng đồng nát câu biết người phụ nữ này sao thư tịnh có chút kỳ quái sao lưu manh này lại biết đủ mọi loại người đẹp như vậy hạ thiên còn chưa nói thì mộng nhi đã đi về phía bên này khi đi qua bên cạnh hạ thiên thì nàng đột nhiên ổ lên rồi dừng bước nàng nhìn chằm chằm vào hắn gương mặt vốn tươi cười đã trở nên nổi giận đùng đùng là mày, mạnh nhi có thể nói là khắc cốt ghi tâm với hạ thiên chưa nói đến chuyện hắn làm nàng nằm viện vài ngày hơn nữa vài tên có tiền vừa được nàng câu cũng cúp đuôi chạy mất vì vậy nàng không thể không tìm được một người đàn ông có tiềm lực để giúp đỡ chính mình người ta nói gặp lại kẻ thù thường đỏ mắt Mạnh Ni không những đỏ mắt mà mặt cũng đỏ bừng bừng, hận không thể nhào đến xé xác đối phương. Thư tịnh chợt ngẩn ngơ, hai người này đúng là biết nhau. Hạ Thiên không quan tâm đến Mạnh Nhi, hắn không thích hàng đồng nát. Mạnh Nhi dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, nàng rất muốn tiến lên cho hắn một tát, nhưng khi nhớ lại chuyện ngày trước thì lại càng sợ hãi. Đến bây giờ nàng vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra, vì vậy cũng không dám ra tay nhưng Mạnh Ni nghe thấy những âm thanh ồn ào bên tai, nàng cảm thấy mình được rất nhiều người quan sát, vì vậy nàng chợt nghĩ ra ý hay, nàng đột nhiên gào lên. Á! À, Mạnh Ni hét lên một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó nàng chỉ tay vào Hạ Thiên. Sàm sỡ, hắn sàm sỡ với tôi. chương 430, sự kiện sàm sỡ. Sàm sỡ sao? Mạnh nhi vừa hét lên một câu thì tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Thiên con mẹ nó đúng là cầm thú thằng khốn thích làm gì thì làm sao quá vô sỉ anh khinh đập chế mẹ nó đi dám sàm sỡ với nữ thần gợi cảm của tao thằng chó có tin bố giết mày không trên khán đài vang lên những tiếng mắng chửi thậm chí còn có tên ném cả nước khoáng xuống dưới tuy không chúng hạ thiên nhưng thiếu chút nữa đã chúng mạnh nghi a à, đại ca siêu nhân thật ra em cũng mượn sờ con kia vài phát Tôi thấy đại ca siêu nhân căn bản không làm như vậy, người phụ nữ kia căn bản không thể so với thư tịnh, muốn sờ không thể sờ thư tịnh sao. Cậu thì biết gì, đàn ông thích cảm giác lạ, đại ca siêu nhân chuyên sờ thư tịnh, bây giờ phải đổi mới cho có chút tình thú. Đám người đội bóng phong hỏa cũng nhỏ to thảo luận với nhau, xem ra bọn họ thật sự cho rằng Hạ Thiên đã sảm sỡ với Mạnh Nhi. Đám phóng viên giải trí cũng liên tục chụp hình quay phim, xem ra ngày mai có bản tin hot phóng viên cuồng nhào ra tỏ tình, bóp đít mạnh nghi. Này, sao cô lại nói như vậy? Cậu ta căn bản không đụng vào cô, sao cô lại nói cậu ta sảm sỡ? Thư tịnh lúc này đã không nhịn được, tuy nàng không ưa Hạ Thiên, nhưng gần đây nàng luôn có tinh thần trọng nghĩa, thấy Hạ Thiên bị người ta vu oan, tất nhiên sẽ phải nói vài lời lý lẽ. Hơn nữa bây giờ người ta cho rằng Hạ Thiên là bạn trai của Thư tịnh, bây giờ hắn sảm sỡ người phụ nữ khác trước mặt nàng, đây không phải làm nàng mất mặt sao? Vì vậy phải làm sáng tỏ sự việc. Cái gì là không đụng, tôi có thân phận gì, chẳng lẽ còn đổ oan cho hắn sao? Rõ ràng hắn đã bóp ngực tôi. Mạnh Nhi tức giận nói. Mạnh Nhi cũng không chờ thư tịnh đáp lời, nàng quay về phía Hạ Thiên rồi mắng lớn. Cậu đúng là lưu manh, không biết xấu hổ, có bạn gái đẹp như vậy còn sàm sỡ với tôi, còn là đàn ông sao? Cậu có trách nhiệm, có lương chi không? khi mạnh nhi nói đến vấn đề lương chi thì đám khốn trên đài cũng không còn mắng chửi hạ thiên không phải cảm thấy hạ thiên mất lương chi căn bản vì bọn họ quá ghen ghét đối phương không những chỉ là ghen ghét hạ thiên sàm sỡ với mạnh nhi hơn nữa còn ghen ghét vì hắn có bạn gái quá mướt đáng lý trước đó ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên mạnh nhi không được vài người phát hiện ra thư tịnh nhưng sau đó tất cả chợt phát hiện ra trong này còn có một người đẹp hấp dẫn hơn cả mạnh nhi ủa người đẹp kia đến lúc nào sao trước đó tôi không phát hiện ra? tôi cũng không biết, trước đó chỉ chờ mạnh nhi, cũng không quan tâm đến người khác. các cậu thấy chưa? đó là hoa hậu đại học thể dục thể thao, là thư tịnh. cô ấy là thư tịnh sao? không đúng, trước đó tôi đã gặp qua thư tịnh, tuy nàng xinh đẹp nhưng cũng không được như lúc này. tôi lại thấy cô ấy rất quen mắt, à, tôi nhớ ra rồi, đây là người mẫu xe hơi đẹp nhất lần trước, chính là cô ấy. trời ạ, à, đúng là cô ấy này chúng mày nói cho tao biết thằng chó kia là ai. Đã cướp người mẫu xe hơi đẹp nhất, bây giờ còn sàm sỡ với người tình trong mộng của tao. Trên khán đài vang lên những tiếng chửi rủa và ghen ghét, sau đó bị Hạ Thiên đè ép. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Mạnh Nhi, hắn mất vui nói. Đầu cô có vấn đề à? Cô xấu như heo, tôi sàm sỡ với cô sao? Còn nữa, ngược bị người ta bóp nhiều quá đã nhão nhuệt cả ra, tôi tình nguyện sờ ngực heo cũng không sờ cô, cậu 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 ăn nói bậy bạ mạnh nhi bị những lời của hạ thiên chọc cho nổi giận người sao lại vô sĩ như vậy có tin tôi báo cảnh sát không được báo cảnh sát đi hạ thiên không quan tâm tốt cậu chờ đấy tôi đã nói rồi bây giờ thì biết tay mạnh nhi hừ lạnh một tiếng cậu là loại xác lang biến thái vô sỉ đợi vào ngục mà sàm sỡ nhé này người quái dị cô nếu còn tiếp tục nói tôi sàm sỡ tiếp tục phá hoại danh dự của tôi tôi sẽ cho cô ăn đòn hạ thiên trừng mắt nhìn mạnh nhi hắn chợt sinh ra ý niệm cho đối phương biến thành người quái dị thật sự đánh có bản lĩnh thì cứ đánh sàm sỡ mà còn muốn đánh người nữa sao nơi đây có rất nhiều người nhìn có mọi người bình phán có loại người vô sỉ không nói đạo lý như cậu sao mạnh nhi ra vẻ tức tối tất nhiên lời nói của nàng cũng phụ họa cho rất nhiều người chửi rùa này đừng làm loạn bây giờ có rất nhiều phóng viên ngàn vạn lần đừng đánh người thư tịnh vội kéo hạ thiên nàng ghé sát tai hắn nói hạ thiên không quan tâm sợ cái gì cùng lắm thì tôi đánh luôn đám phóng viên này cậu không nghe tôi một lần sao thư tịnh có chút tức giận lưu manh này cả ngày gọi nàng là vợ nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa coi nàng là vợ vì hắn nào có nghe lời nàng vợ tịnh tịnh bây giờ tôi nghe lời chị một lần Vậy tối nay chúng ta sẽ làm việc hai lần." Hạ Thiên cười hì hì nói. Thư Tịnh không thích hứng. "Cái gì hai lần?" "Chính là hoạt động trên giường." Hạ Thiên trả lời. Gương mặt Thư Tịnh chợt đỏ bừng, lưu manh chết tiệt, bây giờ còn nói vậy được. "Đợi cậu thắng rồi nói sau." Thư Tịnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng tức giận nói. "Vợ Tịnh Tịnh, nói rồi đấy nhé, đợi đến khi tôi thắng, ít nhất cũng phải là hai lần." Hạ Thiên có chút lo lắng, Thư Tịnh quay đầu đi, nàng mặc kệ lưu manh này. Khi thấy Hạ Thiên ở bên kia đang nhỏ to vài lời với Thư Tịnh thì Mạnh Nhi càng đắc ý. Thế nào, bây giờ không phản đối nữa sao? Cậu phải xin lỗi tôi, nếu thái độ tốt thì tôi sẽ bỏ qua chuyện sảm sỡ vừa rồi. Này, người quái gì? Có phải vì quá xấu không có người yêu nên thích bị sảm sỡ phải không? Hạ Thiên ngẩng đầu dùng ánh mắt tức giận nhìn Mạnh Nhi nếu cô thích sàm sỡ, tôi cho cô một biện pháp tốt, cô chỉ cần cởi sạch quần áo, nhất định sẽ có không ít người sàm sỡ. Cậu, cậu nói gì? Mạnh Ni đang đắc ý, nàng đột nhiên nghe thấy lời này mà trở nên thảm hại. Mạnh Ni còn chưa nói dứt lời thì cảm thấy trên người ngứa ngáy, cực kỳ ngứa, đến mức khó thể chịu được. Mạnh Ni nhịn không được phải dùng tay gãi hai lượt, sau đó lại phát hiện không có hiệu quả, ngược lại còn ngứa hơn nhưng kỳ quái chính là nàng cảm thấy ngứa trên những bộ vị bị quần áo bao phủ những chỗ khác không ngứa mạnh nhi nhịn không được phải nhấc cái áo ngoài và áo ngực lên ngay sau đó đã phát hiện mình không còn ngứa sau đó nàng buông tay áo tiếp xúc với da chỗ đó lại ngứa cực kỳ khó chịu mạnh nhi chẳng quan tâm đến hạ thiên vì quá ngứa mà thần trí của nàng có chút không rõ ràng nàng thầm nghĩ muốn được giải thoát vì vậy bắt đầu thoát y theo vô thức đám người trên khán đài chợt ngẩn ngơ sau đó lại là những tiếng sói chu, thì ra Mạnh Ni muốn nhảy thoát y sao? Vậy thì tốt quá, quá ngon hàng. chương 431, chạy trần chuồng. Đám sói trên khán đài sân bóng rổ quả nhiên có cặp mắt may mắn, Mạnh Ni có vẻ giống như quên mình đang ở nơi nào, nàng thầm mong sao trên người mình không còn ngứa. Khi nàng cởi áo ngoài và áo ngực ra, sau đó phát hiện thân trên không còn ngứa, vì vậy mà nhanh chóng cởi sạch ra sau đó dáng vóc mê người của nàng cứ như vậy bị phô bày dưới ánh sáng. Hú, hú, những tiếng sói chu trên khán đài lại càng thêm dữ dội, thậm chí có người đã muốn lao xuống. Đám phóng viên cũng nhanh chóng sử dụng máy ảnh và camera, bình luận viên trên đài lại có chút sướng sờ, không biết có chuyện gì xảy ra. Người kịp phản ứng đầu tiên là Trần Trí Cương, hắn vội vàng chạy đến bên cạnh Mạnh Ni rồi cởi áo khoác định che đậy những bộ vị mấu chốt, nhưng hắn vừa đụng vào thì nàng đã hét ầm lên đừng dụng vào người tôi đừng đụng vào người tôi em điên rồi sao trần trí cương rất căm tức bạn gái hắn vừa tìm được cứ như vậy mà xuất hiện trước ánh mắt bao người rõ ràng hắn cũng chẳng còn chút mặt mũi nào trần trí cương ỉ vào sức lực của mình hắn ôm lấy mạnh ni giúp nàng chạy ra bên ngoài sân bóng nhưng mạnh ni vừa cởi sạch và cảm thấy thoải mái lại rất ngứa ngáy khó chịu nàng vội vàng dùng sức hô lớn thả tôi ra thả tôi ra mạnh ni có vẻ rất điên cuồng đối với người khác thì nàng giống như đã nổi điên, nhưng đối với đám sói trên khán đài thì Mạnh Ni càng nổi điên càng tốt, càng không có vấn đề, như vậy bọn họ mới được ngắm người đẹp, nguy, hoàn toàn. Đối với đám phóng viên hát tiếp đây là một tin tức lớn, một dịp may hiếm có. Mạnh Ni tuy vùng vẫy rất dữ dội nhưng cũng không có quá nhiều sức lực, rõ ràng chênh lệch quá lớn so với một vận động viên bóng rổ như Trần Trí Cương, vì vậy cũng bị hắn ôm ra ngoài. Này, đừng, đã xem đủ đâu. Đúng, đúng vậy, làm người sao làm vậy? Quay lại cho xem chính diện một chút. Đám người trên khán đài chợt ồn ào, đúng lúc này Trần Trí Cương đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó hắn cúi người, bộ dạng có vẻ rất đau đớn. Mạnh nhi ngứ không chịu nổi bắt đầu bùng phát ra năng lượng khủng bố, nàng đột nhiên dùng tay chụp được bộ vị nào đó của Trần Trí Cương, sau đó dùng sức bóp mạnh. Hai hòn, đạn của Trần Trí Cương đáng thương thiếu chút nữa đã bị bóp vỡ, đau đến mức muốn thọt lên cuống họng, tất nhiên hắn phải thả Mạnh Ni ra. Sau đó Mạnh Ni chạy ra ngoài, vài phóng viên đuổi theo, trên khán đài cũng có người chạy xuống. Người muốn chạy đi xem là rất đông, chỉ một lúc sau sân bóng đã bớt đi khá nhiều người. Trong lúc hỗn loạn, cũng không biết Trần Trí Cương rời khỏi sân bóng từ khi nào, hắn không còn mặt mũi ở lại đây. Nhưng trước khi đi hắn cũng không nhịn được phải nhìn Hạ Thiên, vì hắn cảm thấy việc này có hơn phân nửa liên quan đến Hạ Thiên, nếu không thì Mạnh Nhi đang đoan trang lại điên cuồng như vậy. Thư tịnh lúc này cũng phải nhìn Hạ Thiên, nàng đang hoài nghi lưu manh kia làm trò quỷ, nhưng vấn đề là nàng luôn ở cùng một chỗ với hắn, cũng không thấy động tác của hắn. Mà Mạnh Nhi vừa rồi đã cãi nhau với hắn, nếu không phải hắn ra tay thì Mạnh Nhi sao lại trở nên quỷ dị như vậy? Này, có phải cậu làm gì đó với Mạnh Nhi không? Thư tịnh kéo tay Hạ Thiên, nàng khẽ hỏi, nàng vẫn không thể nhịn được hiếu kỳ không liên quan đến tôi người quái dị kia sợ rằng không ai sàm sỡ với mình vì vậy muốn cởi sạch quần áo để quyến rũ đàn ông hạ thiên ra vẻ vô tội sau đó hắn cảm khái nói một câu chỗ này đúng là có quá nhiều đàn ông không có mắt rõ ràng có quá nhiều người thích chạy theo sàm sỡ thư tịnh nhịn không được phải phản bác này cậu đừng nói mạnh nhi là người quá dị được không người ta dù thế nào cũng là ngôi sao cũng rất đẹp vợ tịnh tịnh chỉ còn đẹp hơn cả cô ta hạ thiên trả lời dù cô ấy không đẹp bằng tôi cũng không có nghĩa là quái dị thư tịnh tức giận nói nhưng nàng nghe hạ thiên nói mình đẹp hơn mạnh nghi tất nhiên cũng có chút vui sướng nhưng trước đó người này nói nàng không đẹp vì vậy mà lại phát hỏa tên đáng chết này sao ánh mắt kém cỏi như vậy không đẹp bằng vợ tôi đều là quái dị hạ thiên ra vẻ đương nhiên nói thư tịnh lập tức hết chỗ nói lý luận của lưu manh này quá khủng bố, dựa theo lý luận của hắn thì trên đời này có mấy người không phải người quái dị. Lúc này âm thanh của hiểu đồng lại vang lên. Xấu hổ quá, vừa rồi có vài chuyện phát sinh ngoài ý muốn, à lễ khai mạc đã xong, mời mọi người xem một trận cầu đặc sắc. Sau một trò khôi hài thì hình thức khai mạc cũng được làm qua loa đại khái, khi trọng tài thổi còi thì trận đấu bắt đầu. Ngay từ đầu trận đấu, hai bên đều chủ động đẩy cao đội hình, hai đội trưởng Khương Phong và Hùng Phi đều suốt trận hùng dũng, hai bên đều gắng sức, khó thể phân thắng bại. Đừng xem thường đây chỉ là những đội bóng ở Liên Hiệp Nghiệp Dư, nhưng trận đấu còn được thu hình đưa lên mạng, bên sân còn có bình luận viên. Tuy điều này cũng chưa nói lên sự chuyên nghiệp, nhưng đối với một số người xem không quá chuyên nghiệp thì như vậy đã là tương đối khá. Bây giờ đội phong hỏa đang khống chế bóng, ném rổ, vào đội bóng tinh anh truyền bóng sai, số 8 của đội phong hỏa như tiến lên một con rồng, lại vào rổ. Sau vài phút rằng có thì ưu thế về thể lực và kỹ thuật của đội bóng phong hỏa bắt đầu biểu hiện, tuy đám người câu lạc bộ tinh anh khoác lác rất giỏi nhưng chơi bóng không tốt, điểm số nhanh chóng bị kéo ra. Cũng không lâu sau những thành viên chủ lực như Khương Phong bên phía phong hỏa đi ra nghỉ ngơi, những thành viên khác vào thay thế. Cũng nói một câu, đội bóng phong hỏa không có huấn luyện viên, Khương Phong không chỉ là đội trưởng, hắn còn là huấn luyện viên. Dù thay đổi thành viên dự bị nhưng đợi sau khi kết thúc một hiệp thì phong hỏa đã vượt lên dẫn 20 điểm, câu lạc bộ tinh anh đã thụt lùi lại, dựa theo xu thế này thì câu lạc bộ tinh anh thua là điều đương nhiên. Khi thấy tình thế này, vẻ mặt Khương Phong và đám thành viên câu lạc bộ phong hỏa đều rất thoải mái, Hạ Thiên Cung nói rõ cho đám người kia biết chuẩn bị chia vợ là vừa. Nhưng hiệp đấu sau lại thay đổi rất bất ngờ. Số 8 đội phong hỏa đột phá, bóng tốt, à, Phạm Quy. Cầu thủ số một đội phong hỏa ném rổ, vào rồi, à, không đúng, còi đã vang lên, ôm bóng chạy. Ngay từ đầu hiệp đấu thứ hai thì tiếng còi trọng tài vang lên liên tiếp, người Phạm Quy luôn là phong hỏa. Câu lạc bộ tinh anh lợi dụng cơ hội này để bắt đầu đợt phản công quy mô lớn, đợi đến khi nghỉ giữa hiệp thì chỉ còn 5 điểm tranh lệch. Điều này cũng vì trình độ của đám người câu lạc bộ tinh anh quá kém, ném ra ngoài 10 lần, nếu không sẽ dẫn ngược trở lại. Chương 432, trận đấu quỷ dị. Sau đợt nghỉ, đội Phong Hỏa bắt đầu tấn công, Khương Phong cầm lấy bóng, hắn đang chuẩn bị phát động thế công, khi chân vừa động thì tiếng còi đã vang lên, ôm bóng chạy. Khương Phong siết chặt hai tay, hắn đã sắp không nhịn được, tên trọng tài chết tiệt, rõ ràng là còi đen. Lúc này bên phía Phong Hỏa đã có người phóng lên, hắn giống lên với trọng tài. Này, rốt cuộc có biết làm trọng tài không? Nếu không thì cút đi cho ông. Tiếng còi lại vang lên, người này trực tiếp bị trọng tài thổi phạt. Hừ, ông giết chết mày. Tên cầu thủ đáng thương bị tra tấn, hắn vung nắm đấm định tẩn trọng tài một trận. Cũng may Khương Phong nhanh tay lẹ mắt, hắn tranh thủ thời gian giữ chặt cầu thủ này, sau đó mở lời khuyên can, cuối cùng mới không biến chấn bóng thành trận chiến. Nhưng lúc này đội tinh anh được hai quả phạt, sau đó lợi dụng thời gian tiến công, vì vậy mà sau đó số điểm chênh lệch đã bị san bằng. Trọng tài bán độ, Trọng tài bán độ. Trên khán đài đã có rất nhiều người kêu gào, đáng tiếc là tên trọng tài lại làm ngơ. Đối với một trọng tài bán độ chuyên nghiệp thì những tiếng, ruồi bay, không ảnh hưởng gì. Tận dụng thời gian được nghỉ, nhóm người Khương Phong bắt đầu tập trung tìm kiếm đối sách. Làm sao bây giờ, đám khốn nạn kia đã mua trọng tài, nếu không thì sao lại có lòng tin chắc thắng như vậy? Số 8 của đội Phong hỏa tức giận nói, con mẹ nó thằng trọng tài, đúng là quá bố láo. Số 18 cũng bất đắc dĩ nói, tôi nói này, dù sao cũng bị phạt, tôi hy sinh xử lý thằng trọng tài. Tên vừa bị phạt mở miệng nói, không được, như vậy đội bóng chúng ta cũng bị hủy mất tư cách. Khương Phong lắc đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Thư Tịnh dùng giọng lo lắng hỏi, nàng cũng có mặt và thấy rõ tình huống không đúng, nhưng nàng không có biện pháp. Tên trọng tài kia đã bắt ép rõ ràng, hắn còn không sợ thì nàng còn biện pháp nào? tôi cũng không có biện pháp, tiểu tử Hùng Phi kia vừa nói, bọn họ sở dĩ được gọi là tinh anh, vì bọn họ hiểu quy tắc xã hội. Vì bọn họ biết lợi dụng quy tắc, vì vậy trận này chúng ta nhất định sẽ thua. Khương Phong cũng rất khó hiểu, bọn họ còn chưa đi ra xã hội, cũng chưa nhìn thấy những mặt trái của nó, cũng không được tiếp xúc nhiều. Mạc Văn Tịnh lúc này cũng chen lời có chút lo lắng. Khương Phong, dù là thế nào thì trận đấu này cũng không được thua, Thư Tịnh đã đánh cuộc với bọn họ, nếu bị thua thì cũng phiền toái mọi người cũng không khỏi nhìn thư tịnh tâm tình của nàng có chút trầm trọng trong lòng bọn họ biết rất rõ trận đấu này đúng là không thể thua vấn đề vào lúc này là trọng tài bán cái bọn họ căn bản không thể thắng này cậu có biện pháp nào không thư tịnh kéo hạ thiên xuống sao bây giờ hắn lại trầm lặng như thế có rất nhiều hạ thiên thuận miệng nói tôi có thể xử lý tên trọng tài không một tiếng động không người nào phát hiện ra cũng có thể xử lý đám cầu thủ câu lạc bộ tinh anh kia như vậy mọi người sẽ thắng mọi người không khỏi ngẩn ngơ không hổ danh là đại ca siêu nhân những biện pháp nghĩ ra được cũng không thông thường thư tịnh cũng không khỏi ngẩn ngơ sau đó nàng tức giận nhìn hạ thiên cậu không nghĩ ra được biện pháp bình thường nào sao tôi thấy hai biện pháp kia rất bình thường hạ thiên ra vẻ rất vô tội tóm lại cậu nghĩ biện pháp đi thư tịnh có chút mất hứng đừng động cái là xử lý này nọ vậy thì được hạ thiên suy nghĩ rồi nói với đám người khương phong sau khi các anh vào sân nhận được bóng là ném rổ chỉ cần quăng vào vùng gần rổ là được đám người đội bóng không khỏi xứng sờ điều này cũng được sao thư tịnh có chút căm tức cậu có ý kiến quái quỷ gì vậy tôi nói sẽ làm được không tin thì chúng ta đánh cuộc nhé hạ thiên cười hì hì với thư tịnh nếu biện pháp này hữu dụng thì tối nay sẽ là ba lần. Phi, lưu manh, thư tịnh mặt đỏ tía tai, nàng rất muốn cầm lấy một quả bóng đập chết hạ thiên, lưu manh này đúng là mở mồm không xem xét xung quanh. À, đại ca siêu nhân, thật sự hữu hiệu sao? Cầu thủ số 8 không nhịn được phải nói. Tất nhiên là hữu dụng, cứ làm theo lời tôi, tôi bao cậu có vợ tiêu xài thoải mái, điện nước tha hồ. Hạ thiên tin tưởng 10 phần. Điều này, hạ thiên, Chúng tôi nên làm theo những gì cậu nói sao? Khương Phong cũng có chút nghi ngờ, nhưng dưới tình huống này thì bọn họ cũng không còn biện pháp nào khác, hình như cũng chỉ có thể tin tưởng Hạ Thiên mà thôi. "Đi thôi, tôi bảo anh thắng, nhưng anh cũng đã có vợ, vì vậy thắng cũng không được chia vợ." Hạ Thiên thuận miệng nói. Mọi người lại chạy ra sân, cũng không vì những lời nói của Hạ Thiên, vấn đề là đã đến giờ, bọn họ phải ra sân. Khoảng thời gian cuối cùng đang đến hai bên đã bắt đầu dồn sức cho hành động cuối. Trước đó phong hỏa phạm quy quá nhiều, ảnh hưởng đến khả năng phát huy. Bình luận viên bắt đầu giảng giải, còn nguyên nhân phạm quy, có lẽ biết mà không dám nói. Đội bóng tinh anh bắt đầu tấn công, đột phá, ném, vào, tinh anh phản công quá đẹp. Trọng tài bán độ, bán độ. Trên khán đài lại vang lên những âm thanh la hét phản đối, người xem bóng có hơn phân nữa là sinh viên đại học thể dục thể thao, hơn nữa cũng là người đến ủng hộ đội bóng Phong Hỏa, vì vậy có người bắt đầu ném nước khoáng xuống sân. Phong Hỏa đang giữ bóng, là số 6, Khương Phong, đội trưởng Phong Hỏa, anh ấy chuẩn bị đột phá, không đúng, truyền bóng, ủa, cũng không đúng, anh ấy chọn ném rổ, ném ở vị trí rất xa. Bình luận viên có chút kích động. Đây là một khoảng cách ném rổ không phù hợp, theo lý thuyết thì sẽ không nên làm như vậy, vì một cơ hội sẽ bị bỏ đi rất uổng phí bóng vào trong vòng 3, vào, trời ạ, à, sao lại như vậy? Vài phút sau bình luận viên đã không còn gì để nói. Điều này, tình thế đột nhiên biến đổi, chiến thuật của phong hỏa làm người ta cảm thấy khó hiểu, bọn họ trực tiếp ném bóng, hơn nữa xác suất lại là 100% quá thần kỳ, điểm số đã kéo giãn. Phong hỏa cố lên, đè chết tinh anh. Cố gắng lên, cho thằng trọng tài chết mẹ nó đi. Đè chết nhóm người đẹp của tinh anh đại học thể dục thể thao vô địch. Khi thấy đám cầu thủ phong hỏa bên dưới hăng máu như gà trọi thì đám cổ động viên trên khán đài đã bắt đầu hoan hô nhiệt liệt, những khẩu hiệu rối loạn cũng bùng ra. Tên trọng tài tiếp tục phát huy thần uy, khi có cơ hội là thổi còi. Đáng tiếc là tên trọng tài nhanh chóng phát hiện một vấn đề, dù hắn là trọng tài nhưng không thể cho bóng vào rổ, mà lúc này đám cầu thủ đội tinh anh giống như liệt dương, ném bóng không vào, ném phạt cũng không vào. Ngoài khoảng thời gian trước đó, Bây giờ đám cầu thủ tinh anh lại không thể ném vào rổ một lần nào. Chương 433, thắng như ước nguyện. Những phút cuối cùng, đám cầu thủ đội bóng phong hỏa bắt đầu biểu diễn thực lực khủng bố, bọn họ ném thế nào thì bóng cũng vào rổ đối phương. Lúc này trọng tài cũng dừng lại, hắn đã không thể nào tiếp tục thổi ép. Điều này cũng không thể trách hắn, chỉ có thể trách đám cầu thủ đội tinh anh quá dở, đúng là một đám ngu ngốc, không đúng, còn không bằng cả mấy thằng ngu trận đấu kết thúc trong tiếng tung hô của đám cổ động viên trên khán đài, kết quả tất nhiên là phong hỏa đại thắng. Lúc này tên trọng tài, vô địch thổi ép, cũng phải cảm ơn vì phong hỏa thắng, nếu không tám phần hắn sẽ bị đánh bầm dập. Bây giờ phong hỏa thắng thì cổ động viên cũng không quan tâm đến trọng tài. Trước đó đám cầu thủ đội tinh anh cực kỳ đắc ý, vì vậy mà khối cổ động là các bà vợ cũng rất vui sướng. Nhưng bây giờ chẳng ai vui nổi, thua cuộc, hơn nữa còn thua dưới thủ đoạn không ra gì, như vậy vui được mới lạ. Bây giờ đám cầu thủ tinh anh đang nhìn chằm chằm vào đám cầu thủ Phong Hỏa được chúc mừng nhiệt liệt, kẻ cầm đầu là Hùng Phi lại càng lo lắng. Trước đó bọn họ đã mạnh miệng nói trên là sẽ đoạt giải quán quân lần này, nhưng bây giờ bọn họ đã bị loại sau vòng đấu đầu tiên, tất nhiên mạnh miệng đã trở thành chuyện đáng cười. Hùng Phi đến bây giờ cũng không hiểu, bọn họ đã sắp xếp rất cẩn thận, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Đám cầu thủ Phong Hỏa sao ném xa và chuẩn như vậy? ngoài vòng số 3 cũng ném thẳng vào rổ sao. Càng không thể tưởng tượng chính là đám cầu thủ tinh anh bọn họ không thể ném chuẩn, dù gì cũng không thể ném vào rổ. Đáng lý ra dù nhắm mắt quăng bóng cũng vào vài trái, sao bây giờ lại chẳng vào được quả nào. Các anh có cảm thấy không đúng không? Hùng Phi khẽ hỏi một người ở bên cạnh. Có chút kỳ quái, nhưng không sao, bọn họ chẳng phải muốn đánh cuộc uống rượu sao. Chút nữa đến quán bar, chúng ta sẽ lấy lại mặt mũi. Tên này nói, đúng vậy, sau khi đến quán ba thì nói sau, cũng biết đám kia có đi không. Một tên cầu thủ tinh anh nhìn về phía đám người phong hỏa rồi hỏi. Đi, chúng ta đi chúc mừng. Bên phía phong hỏa đã có người dùng giọng hưng phấn nói. Chúng ta đi tìm một chỗ uống rượu ăn cơm, thế nào? Được, uống cả đêm chút giận. Một người phụ hỏa. Này, đại ca siêu nhân, chẳng phải anh có siêu năng lực đấy chứ? nếu không thì sao chúng tôi chỉ cần ném bóng là vào rổ tôi cũng không tin mình lợi hại như vậy nếu được như thế thì trần trí cương đã không là cầu thủ chuyên nghiệp đó phải là tôi một người nhìn hạ thiên rồi nói cậu chẳng phải đang nói nhảm sao nếu không như vậy thì được gọi là đại ca siêu nhân sao có người đón lời hạ thiên được rồi được rồi dù thế nào thì chúng ta cũng thắng bây giờ nên chúc mừng đi chúng ta đi uống rượu vài người cùng hô lên này các anh bị sao vậy hạ thiên lúc này dùng giọng bất mãn nói cái gì mà uống rượu không muốn chia vợ sao đám người đang hưng phấn nhưng nghe vậy cũng sững sờ sau đó lại luôn miệng hỏi thăm đại ca siêu nhân thật sự có thể chia vợ sao à không phải chỉ là đùa sao tôi thích em kia chính là cô gái ở bên cạnh hùng phi ngực như hai trái bóng Tôi thích em kia, trước nay tôi đều thích cảm giác tóc dài bồng bềnh. Tôi thích em kia, nhỏ nhắn xinh xinh, hơi bị sướng. Đi thôi, tôi đưa các anh đi chia vợ, nhớ cho kỹ nhé, tôi nói các anh làm gì thì làm, nếu không sẽ chẳng có vợ đâu. Hạ Thiên ôm Thư Tịnh đi về phía đám người câu lạc bộ tinh anh. Đi ngay, theo đại ca siêu nhân, thắng trận còn có gái. Đám thành viên đội bóng phong hỏa chợt reo hò sung sướng, mắt tỏa sáng như đèn pha đúng là có thể chia vợ rồi. Trước đó Hạ Thiên nói chia vợ, bọn họ không cho là thật, nhưng sau khi thắng trận một cách quỷ dị, sau đó lại được nghe những lời của Hạ Thiên, bọn họ bắt đầu có tự tin. Nếu thật sự có thể vĩnh biệt cuộc sống độc thân, sau đó ôm một cô vợ xinh tươi, đúng là cầu còn chưa được. Này, đám ngu ngốc, các chú thua, phải dẫn anh đi uống rượu. Hạ Thiên tiến về phía Hắc Phú, hắn lười biếng nói. Sao cậu lại nói tôi như vậy? Hùng Phi rất tức giận. Chú thật sự quá ngu, tất nhiên anh ăn ngay nói thẳng, chẳng lẽ nói chuyện với các chú phải dùng mông sao? Hạ Thiên có chút khinh thường. Tiểu tử, muốn đánh nhau sao? Một tên đàn ông sau lưng Hùng Phi quát lớn. Muốn đánh nhau à? Đến khi đó sợ rằng đám cầu thủ chơi bóng bẩn như các người không phải là đối thủ của chúng tôi, muốn đánh sao? Đám người đội phong hỏa ở sau lưng Hạ Thiên cũng gào lên. Thôi bỏ, không nên gây chuyện ở đây. Hùng Phi khẽ nói với một tên ở phía sau, cuối cùng hắn nhìn Hạ Thiên. Không phải chỉ là uống rượu sao? Được, chúng ta đến quán ba. Hùng Phi dừng lại một chút rồi quét mắt nhìn Thư Tịnh và đám người đội bóng phong hỏa, hắn bổ sung một câu. Nếu các người muốn đi thì cứ tự nhiên. Hùng Phi cũng không quan tâm đến phản ứng của đám người Hạ Thiên, hắn quay lại bắt chuyện với nhóm người bên mình ở phía sau, sau đó hắn kéo mọi người ra khỏi sân bóng rô. Đi, tôi đi chia vợ cho các anh. Hạ Thiên cũng nói một câu, sau đó hắn đi theo đám người kia ra khỏi sân bóng, đám thành viên đội bóng phong hỏa cũng theo sau, vì vậy mà tạo nên tình cảnh dòng người cuồn cuộn. Các người không có xe phải không? Nếu không ngại thì cứ lên xe. Hùng Phi chỉ vào những chiếc xe ở bên cạnh, hắn mở cửa rồi dùng giọng chê cười nói với đám người Hạ Thiên. Lên đi! Hạ Thiên cười hì hì. Bây giờ lên xe của chúng nó, chút nữa lên người của vợ chúng nó. Hạ Thiên nói lời này làm cho đám đàn ông độc thân bên phía đội bóng phong hỏa bừng bừng lửa dục, tất nhiên cũng không quan tâm đến lời nói miệt thị của Hùng Phi, ai cũng lên xe. Đoàn xe rầm rộ nhanh chóng rời khỏi cửa chính trường đại học thể dục thể thao, hơn 10 phút sau thì đoàn xe dừng lại ở một quán bar. Đây là quán bar có tên chỉ một chữ, a, à, có lẽ là một người nào trong nhóm câu lạc bộ tinh anh mở ra. Lúc này trước cửa quán bar có đặt bảng tạm nghỉ, rõ ràng đêm nay quán bar không mở cửa đón khách có lẽ đám người đội bóng tinh anh đã chuẩn bị thắng và đến đây chúc mừng, đáng tiếc là bây giờ không phải bọn họ chúc mừng, là đối thủ đến chúc mừng. Hùng Phi đi vào quán bar, hắn mở đèn rồi thuận miệng nói. Tôi vào toilet trước. Hùng Phi vừa nói vừa đi vào bên trong, hắn nháy mắt với vài người khác, đám người kia cũng không đi theo. Chưa đến vài giây, 12 tên đàn ông đều đi toilet, chỉ còn lại 12 người phụ nữ, Sao tôi thấy bọn họ giống như đi vào thương lượng cái gì vậy nhỉ?" Thư Tịnh có chút hoài nghi. Chương 434: Uống rượu chia vợ. "Vợ Tịnh Tịnh, em rất thông minh." Hạ Thiên đón lời của Thư Tịnh, hắn cười hì hì nói. Thư Tịnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên. "Cậu đừng nói nhảm, tôi thấy chúng ta nên đi thôi. Tôi cũng không nghĩ ra, rõ ràng là chúng ta đánh cuộc thắng, nhưng cậu lại muốn uống 24 ly rượu?" bọn họ chỉ cần uống một ly điều này làm chúng ta giống như thua cuộc vậy vợ tịnh tịnh tôi vừa nói chị thông minh sao bây giờ lại ngốc như vậy hạ thiên có chút buồn bực thư tịnh có chút tức giận nàng không phục phản bác sao tôi lại ngốc vợ tịnh tịnh tôi không làm như vậy sao có thể chia vợ cho bọn họ hạ thiên hỏi ngược lại thư tịnh vẫn không hiểu rõ uống rượu và chia vợ có liên quan gì đến nhau vợ tịnh tịnh chị sẽ biết chị phải nhớ đồng ý ba lần mới được hạ thiên dùng ánh mắt sáng quắc nhìn thư tịnh bộ dạng giống như sắp tiến vào trong cơ thể nàng đến nơi thư tịnh đáng thương lại đỏ mặt thật ra nàng rất muốn phản bác nói rằng nàng sẽ căn bản không đồng ý ba lượt nhưng bây giờ lại nói không nên lời cái gì mà ba lượt mạc văn tịnh ở bên cạnh cũng hiếu kỳ hỏi một câu thư tịnh liếc mắt nhìn mạc văn tịnh nàng cảm thấy rõ ràng là mạc văn tịnh đang cố ý Bây giờ Mạc Văn Tịnh theo Khương Phong cả ngày, chẳng lẽ không biết chuyện này sao? Một tên bên cạnh dùng ánh mắt mập mờ nhìn Thư Tịnh, sau đó hắn nói: "Đại ca siêu nhân, anh phải chú ý sức khỏe." Hạ Thiên trả lời một câu: "Thân thể rất tốt, 30 lần cũng không thành vấn đề." Người này chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn giơ ngón cái với Hạ Thiên, bộ dạng sùng bái. "Đại ca siêu nhân, anh đúng là quá trâu." Mạc Văn Tịnh cuối cùng cũng hiểu ra nàng không khỏi nhìn thư tịnh, chẳng lẽ thư tịnh chịu được sao? Thư tịnh bị mạc văn tịnh nhìn gương mặt đỏ bừng bừng, nàng đang định nói gì thì đám người bên trong đã đi ra, sau đó bọn họ trực tiếp đi về phía bên này. Thư tiểu thư, bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện những gì đánh cuộc, cho chồng của em đến, dù là một ly hay mười ly thì chúng tôi cũng sẽ tiếp đón. Hùng Phi liếc mắt nhìn Hạ Thiên, hắn thản nhiên nói. Thư tịnh chưa kịp trả lời, hắn lười biếng nói tôi uống nhiều với đám người ngu ngốc các anh cũng mất thân phận, mỗi người một ly đã là nể mặt lắm rồi. Trong mắt Hùng Phi lóe lên cái nhìn tức giận, nhưng hắn cũng không nổi giận mà nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Được rồi, trong chỗ chúng tôi rượu gì cũng có, ly to nhỏ thế nào cũng có, cậu có thể chọn rượu, chúng ta uống. Vợ tịnh tịnh, chúng ta vào chọn rượu. Hạ Thiên kéo tay Thư Tịnh vào quầy ba, sau đó hắn ngăn những kẻ khác ở bên ngoài. Này, các anh đừng vào, đây là thế giới của tôi và vợ. Thư tịnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên, lưu manh này đúng là có vấn đề, thế giới của hai người mà có nhiều kẻ đứng ngoài xem vậy sao? Này, cậu nói xem rượu này có vấn đề không? Vừa rồi bọn họ vào bên trong thương lượng rất lâu, không biết có âm mưu gì. Thư tịnh kéo tay Hạ Thiên, nàng khẽ nói. Vợ tịnh tịnh, không có gì, đám ngu ngốc kia chỉ muốn làm cho chúng tôi say khướt, sau đó ức hiếp chị và mạc văn tịnh. Hạ Thiên thuận miệng nói. Cái gì? Thư tịnh chợt kinh ngạc. Như vậy mà cậu còn bảo không có gì sao? Vợ tịnh tịnh, có tôi ở đây thì không có gì, tôi sẽ biến đám ngu ngốc kia thành thái giám, sau đó cướp vợ của bọn họ phân cho 10 tên đáng thương kia, cuối cùng chúng ta sẽ đi mướn phòng. Hạ thiên hời hợt nói. Thư tịnh lúc này cũng có chút mê hoặc. Này, rốt cuộc là cậu nói thật hay giả? Sao cậu biết bọn họ thương lượng với nhau những chuyện kia? Cậu sao biết bọn họ đang nói những gì? vợ tịnh tịnh, tôi có thể nghe được những gì bọn họ nói. Hạ Thiên trả lời, cậu chỉ biết gạt tôi. Thư tịnh có chút tức giận, tên này đúng là đáng chết, cả ngày gọi nàng là vợ nhưng chẳng nói một câu nào cho rõ ràng. Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội, hắn nào có lừa gạt thư tịnh, hắn có thể nghe thấy nhưng vợ tịnh tịnh là không tin, nếu có vợ cảnh sát tỷ tỷ thì nhất định sẽ tin hắn. Có thể uống được chưa? Hùng Phi ở bên kia thúc giục. Hạ Thiên nhìn Hùng Phi, hắn lầm bầm. Trên đời này sao lại có loại đàn ông vội vàng làm thái giám như vậy? Đúng là ngu ngốc. Hùng Phi không nghe thấy những lời này, Thư Tịnh thì nghe thấy rất rõ ràng, nàng nhịn không được phải chừng mắt nhìn Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cuối cùng cũng hành động, hắn lấy ra 24 cái ly, bày ra hai hàng, sau đó tùy ý lấy rượu trong quầy ba, đổ vào mỗi ly một ít rượu, sau đó vẫy tay với Hùng Phi. Này, tới đây, trước tiên tôi uống với anh chỉ uống ly nhỏ vây sao. Hùng Phi đi đến nâng ly rượu, giọng nói có chút khinh thường. Uống mau đi, nói nhảm nhiều quá. Hạ Thiên tức giận nói, hắn không muốn so đo với một tên sắp thái giám ngu ngốc, nếu không hắn đã đánh người rồi. Mọi người cùng uống. Hùng Phi mời đám bạn đến, 12 người cùng nâng ly uống mọt hơi cạn sạch. Hùng Phi buông chén nhìn Hạ Thiên. Bây giờ đến lượt cậu. Hạ Thiên không nói gì, hắn nhanh chóng nhấc ly rót rượu vào bụng, điều này làm đám người hùng phi trợn mắt há mồm, còn bà nó, tên khốn này đúng là tử lượng quá tốt. Đại ca siêu nhân quá khủng. Một tên trong đội bóng phong hỏa nhìn Hạ Thiên rồi cảm khái nói, nhưng đám người bọn họ cũng đã từng biết tử lượng của Hạ Thiên, vì vậy cũng không quá ngạc nhiên. Các anh có thể đi, bây giờ đưa vợ đến. Hạ Thiên phất hay, hắn lại lấy ra 12 chiếc ly khác, bày ra thành một hàng, tổng cộng có 3 hàng ly hạ thiên đợi đám người đẹp kia đi đến thì bắt đầu rót rượu nhưng lần này hắn rót cho cả ba hàng ly tất cả xếp hàng hạ thiên nói với đám phụ nữ sau đó lại vẫy tay với nhóm thành viên đội bóng phong hỏa cách đó không xa này các anh cũng tới đây khi thấy hạ thiên gọi thì đám người đội bóng phong hỏa tất nhiên sẽ phóng đến thư tịnh cảm thấy có chút kỳ quái nàng không nhịn được phải khẽ hỏi anh gọi bọn họ đến làm gì uống rượu hạ thiên trừng mắt sau đó hắn nhìn người phụ nữ đứng hàng đầu uống đi cô một ly tôi một ly người phụ nữ này cũng rất sảng khoái nàng nâng ly uống cạn rồi quay về chỗ ngồi hạ thiên cũng nâng ly cạn sạch thư tịnh nhìn một hàng ly rượu còn thừa cuối cùng nàng nói ai sẽ uống những ly rượu này hạ thiên quét mắt nhìn đám người đội bóng phong hỏa này các anh người nào muốn lấy cô nào làm vợ thì uống ly đó uống xong về chỗ ngồi đỡ xảy ra sai lầm chương 435, mướn phòng tổng động viên. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vợ làm sao phân chia. Này, đừng gạt người nhé. Thư tịnh nhịn không được phải nói. Vợ tịnh tịnh, chị đừng vội, chúng ta có thể đi mướn phòng ngay. Hạ thiên cười hì hì nói. Ai vội? Thư tịnh có chút tức giận, lưu manh này coi nàng là một người phụ nữ dâm tục vậy sao? Hạ thiên cười hì hì với thư tịnh, sau đó hắn quay đầu nhìn đám người còn lại này các anh có muốn vợ không vậy không muốn thì thôi tôi sẽ uống muốn tôi muốn có một tên vội vàng nói đại ca siêu nhân tôi tin anh tên này nói xong thì uống cạn ly của mình và quay về chỗ ngồi có người bắt đầu thì những sự việc sau này cũng dễ dàng hơn hạ thiên đã phân chia tốt ly rượu cho đám người này sau đó chỉ yên lặng đợi kết quả cứ như vậy thôi sao thư tịnh trừng mắt nhìn hạ thiên này tôi nói cho cậu biết rõ nhé nếu cậu không phân vợ cho bọn họ được như thế xem như cậu thua mà đã thua thì sau này tôi sẽ không còn là vợ cậu vợ tịnh tịnh tôi đã nói chị đừng nóng vội hạ thiên cười hì hì nói chúng ta sẽ đi thuê phòng ngay thôi gương mặt thư tịnh lại đỏ bừng nàng quyết định mình nên nói ít một chút thì tốt hơn ít nói ít sai nói nhiều càng sai nhiều lúc này hùng phi đã đứng lên đi về phía quầy ba hắn nói với hạ thiên này, anh bạn, tử lượng của cậu rất tốt, không bằng chúng ta uống vài ly nữa nhé. Đám người Hùng Phi đã thực hiện xong những gì đã đánh cuộc, bây giờ là lúc hắn thực hiện kế hoạch, phải kiếm cơ uống rượu với đám người Hạ Thiên, sau đó bỏ vào trong rượu vài thứ để đám người này say ngất, sau đó đánh văng đám đàn ông ra, giữ lại hai người đẹp thích làm gì thì làm. Anh còn uống rượu được nữa sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hùng Phi. Anh còn không biết mình còn uống được hay không, đúng là ngu ngốc dám gọi tôi là anh bạn loại người ngu ngốc như anh có thể là anh em của tôi sao cậu đừng mở miệng là nói người khác ngu ngốc tôi đã nhẫn lâu rồi còn nữa tôi mới uống một ly sao có thể say trời hùng phi lại bị mắng là ngu ngốc cuối cùng hắn cũng nổi giận nhưng còn chưa kịp nói dứt lời thì hắn phát hiện mình rất chóng mặt sau đó hắn cảm thấy cổ họng bùng lên mùi rượu nồng đậm thân thể không còn nghe theo sự điều khiển của hắn hắn muốn bước đi nhưng hai chân mềm nhún cuối cùng ngã lăn xuống đất hùng phi anh sao vậy một người phụ nữ chạy đến là bạn gái của hùng phi nàng muốn đỡ hùng phi lên nhưng đột nhiên ngửi được một mùi vị rất khó nghe vì vậy mà vội vàng che mũi hùng phi trên người anh có mùi hương gì vậy sao khói ngửi thế trên người anh làm gì có mùi gì hùng phi có chút ý thức anh anh chỉ mới uống một ly rượu mà thôi anh mới uống một ly sao say được bạn gái hùng phi cảm thấy rất khó hiểu anh xem bọn họ đều không say bạn gái hùng phi nhìn về phía những thành viên khác của đội bóng tinh anh cuối cùng nàng cũng không nói thêm lời nào vì nàng thấy đám người kia đang ngã lăn ra đất lúc này những âm thanh khác lại vang lên nàng cúi đầu nhìn thì ra hùng phi đã ngủ bạn gái rất muốn đỡ hùng phi lên nhưng trên người hắn chuyển đến một mùi hương rất khó ngửi điều này làm nàng cảm thấy buồn nôn nàng còn đang trần trừ thì đột nhiên phát hiện trong lòng sinh ra cảm giác khác thường thân thể hình như nóng lên như lửa đúng lúc này nàng nghe thấy trong không khí có một mùi hương rất dễ chịu mùi hương này giống như có thể làm nàng thanh tỉnh một chút vì vậy nàng thả hùng phi ra sau đó tìm kiếm nơi phát ra mùi hương cuối cùng nàng tìm được một người đàn ông mặc áo bóng rổ đội bóng phong hỏa anh anh tên gì bạn gái hùng phi chủ động chào hỏi tên kia tên đàn ông đội bóng phong hỏa chợt ngây dại vợ thật sự đưa đến cửa sao những sự việc tương tự cũng phát sinh trên người những thành viên khác của đội bóng phong hỏa lúc này nhóm cổ động của câu lạc bộ tinh anh đã ném những người đàn ông của mình mà chủ động tìm đến 12 tên đàn ông bên phía phong hỏa, xua đó hai bên trò chuyện rất rôm rả. 10 phút sau bọn họ đi ra khỏi quán ba theo từng cặp, chỉ cần nhìn tư thế ôm ấp sờ mó thân mật là biết thế nào cũng đi mướn phòng khách sạn. Quán ba chợt trở, trở nên quạnh quẽ, ngoài 12 tên đàn ông đội bóng tinh anh thì chỉ còn lại hai đôi, Hạ Thiên và Thư Tịnh, Khương Phong và Mạc Văn Tịnh. Điều này, sao lại có thể? Thư tịnh trợn mắt há mồm, những gì vừa phát sinh quả thật khó thể tưởng tượng, làm nàng sinh ra cảm giác như đang nằm mơ. Vợ tịnh tịnh, chúng ta cũng nên đi mướn phòng thôi. Hạ thiên cười hì hì nhìn thư tịnh. Thư tịnh chợt ngẩn ngơ, gương mặt khổ sở như ăn thuốc đắng, lúc này đúng là xong rồi, nếu sớm biết như vậy thì nàng sẽ không đánh cuộc. Sao có người phạm phải hai sai lầm liên tiếp, nhưng không ngờ nàng lại như vậy. Hạ thiên, điều này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? khương phong cũng không thể hiểu được sự việc diễn ra quá kinh người nếu đám thành viên đội bóng phong hỏa mà có sức quyến rũ như vậy thì chẳng thể nào đến bây giờ vẫn còn độc thân tôi đã sớm nói rồi không có gì tôi không làm được hạ thiên dương dương đắc ý sau đó hắn phất tay với khương phong này hai người cũng đi mướn phòng được rồi tôi và vợ tỉnh tịnh cũng đi mướn phòng hạ thiên cũng không qua tâm thư tịnh có phản ứng gì mà kéo nàng ra ngoài Thư tịnh đáng thương bây giờ cảm thấy đầu óc choáng váng, trong đầu trống rỗng, vì vậy mà cứ để Hạ Thiên lôi đến một khách sạn, cuối cùng cùng nhau mướn một phòng. Vợ tịnh tịnh, chị muốn tắm không? Hạ Thiên đóng cửa phòng rồi hỏi. Sao? Hạ Thiên nghe nói như vậy mới giật mình, nàng chờ thấy mình đã vào khách sạn, mãi đến lúc này nàng mới tỉnh táo trở lại. Nàng vô thức đảo mắt nhìn chiếc giường lớn trong phòng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, xong rồi, lần này rõ ràng tránh trời không khỏi nắng điều này hạ thiên cậu có thể nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra được không thư tịnh làm một bước vùng vẫy cuối cùng trước tiên kéo dài chút thời gian rồi nói sau khi đấu bóng sao bọn họ ném chuẩn như vậy còn nữa sao tự nhiên đám phụ nữ kia lại chuyển tình cảm chóng vánh như thế tất nhiên hai vấn đề này cũng không phải chỉ để thư tịnh kéo dài thời gian nàng thật sự rất tò mò nếu không hiểu thì nàng sợ rằng sẽ ngủ không yên vợ tịnh tịnh chị chỉ cần biết một điều không gì tôi không làm được. Hạ Thiên cười hì hì rồi nói với Thư Tịnh, "Chúng ta đi tắm thôi." Mặc kệ Thư Tịnh có đồng ý hay không, Hạ Thiên bế nàng lên rồi đi về phía phòng tắm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 435.